Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Thỉnh chư thiên xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới. Thỉnh Pháp Sư, Phạm Thiên vẫn một lòng thỉnh hoàng, Đức Bổn Sư yên lặng tán thành, hoàng khai chánh Pháp trao truyền, nơi vườn lọc quyền Pháp luân độ đời, năm anh em triều trần như, tâm dụng chung đạo Pháp đời Phạm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2024. Chúng ta học tiếp cái phần nghiệp. Trong phần nghiệp thì chúng ta đã đi qua khái niệm về nghiệp, phân loại về nghiệp, và chúng ta đang ở phần sự vận hành của nghiệp. Trong vận hành của nghiệp thì chúng ta nói phần thứ nhất là vận hành của nghiệp qua ý, qua khẩu và qua thân. Cái chi tiết ra nữa là phần số 2 là sự vận hành của nghiệp đi theo lục căn, lục trụ phủ ngũ tạng. Và cái thứ ba là cái sự vận hành của nghiệp đó trong cái ngũ uẩn, tức là danh pháp và sắc pháp. Thì khi mà nói về ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp đó, thì chúng ta hiểu đó là những cái điểm chính, những điểm cái căn bản mà cái cách để gọi cái hoạt động và cái sự sống của người đó, trong hai cái yếu tố là danh pháp và sắc pháp.
Sắc pháp là sắc thân, còn danh pháp là tâm và sở hữu tâm. Hay nói rõ hơn đó thì tâm và sở hữu tâm này đó, khi nó khởi lên đó, thì nó chính là cái sự hoạt động của hai dòng nghiệp trong cái tâm thức của chúng ta. Đó là cái dòng nghiệp thiện lành và cái dòng nghiệp quế nhiễm, mà ta gọi là cái kênh nước trắng và cái kênh nước đen. Thì đó là cái sự vận hành trong ngũ uẩn. Thì khi mà nói về ngũ uẩn là nói về danh pháp và sắc pháp đó, thì cả hai cái pháp này đều là pháp phụ vi. Pháp phụ vi có nghĩa là gì? Có nghĩa là sắc pháp này đó là cũng có nhân có duyên mới tạo ra được, và tâm này đó cũng có nhân có duyên mới tạo ra được. Như chúng ta biết sắc thân chúng ta đó thì là nói chung thì đã tạo ra bằng bốn yếu tố. Thứ nhất, sắc thân chúng ta là quả của nghiệp. Sắc thân chúng ta là tạo ra do tâm tạo ra. Cái thứ ba là do thời tiết tạo ra. Và cái thứ tư là do vật thực tạo ra. Như vậy là bốn yếu tố này đó, nó hình thành nên cái sự có mặt của cái sắc thân này, cũng như cái hoạt động và cái phát triển của nó, cũng như là cái sự phối hợp của nó. Nó như là một cái vỏ bên ngoài, còn cái bên trong của nó đó chính là cái hoạt động về cái tâm thức của chúng ta, hay là nói là cái đời sống nội tâm của ta. Nói rõ hơn là hai cái dòng nghiệp trắng và dòng nghiệp đen đó, ngày đêm nó hoạt động trong cái tâm thức chúng ta, và nó diễn ra rõ nét đó trong cái hệ thần kinh. Từ cái thần kinh mà coi như là trung ương đến những cái hệ thống thần kinh mà nó gọi là chi tiết, từ bên ngoài và tới bên trong, cái đường đi nước bước của nó hoạt động như thế. Thì như chúng ta biết là tâm nó cũng có những cái nhân để mà cấu tạo nên tâm hoạt động. Thì như vậy đó thì nó gọi là pháp phụ vi, bởi vì pháp phụ vi đó là do duyên tạo ra, do nhân duyên tạo ra. Và khi mà nhân diệt duyên diệt thì nó cũng kết thúc, hoặc là khi mà nhân đổi duyên đổi, nói chung là nó cấu tạo bởi nhiều yếu tố nó phối hợp lại. Và khi những yếu tố này đó nó có tính chất mất đi một vài phần, hoặc là nó biến đổi đi đó, thì tất cả nó đều biến đổi theo đó. Thì cái đặc tính của tất cả pháp phủ vi là những pháp mà do nhân do duyên tạo ra đó, thì nó đều có ba đặc điểm cơ bản của nó, đó là nó mang tính chất vô thường, là nó luôn luôn biến đổi. Cái thứ hai á, là nó mang cái tính chất khổ, bởi vì khi nó biến đổi như thế đó, thì là mình có thể là nói là mình khó mà chấp nhận, khó mà chịu đựng được, cho nên là nó trở thành cái khổ. Và cái thứ ba đó là vô ngã, là bởi vì cái sự vận hành của nó đó, nó mang cái tính chất quy luật của nó không phụ thuộc vào cái ý muốn của bất cứ ai, cũng không có phụ thuộc vào bất cứ cái quyền lực của ai cả. Nó vận hành thể là đủ cái điều kiện của nó thì nó vận hành theo đường A, đủ điều kiện nó vận hành theo đường B, nó vận hành theo đường C. Nói như vậy có nghĩa là khi mà những cái quế nhiễm mà chúng ta gọi là cái chữ khổ trong tâm chúng ta đó, nó phát sanh lên đó là do cái sự hiểu biết của mình lệch lạc, là mình tạo nên những cái nhân gọi là những nhân xấu, những nhân sai, những nhân lệch lạc, những nhân mà nó làm nên cái lỗi lầm và cái tội lỗi của mình đó, nó là nhân tham, nhân sân và nhân si. Thì khi mà chúng ta tạo lên những cái đó đó, thì là nó sẽ làm nên cái khổ, cái đau khổ trong cái đời sống chúng ta, và nó hành hạ từ thể chất đến tinh thần. Còn đó, cái hai nữa là khi mà chúng ta muốn được an vui thì tất cả những gì mà nó tạo tác nên sự an vui của chúng ta đó, thì khi chúng ta gieo xuống cái hạt nhân, cái hạt giống, cái nhân lành, cái nhân đó là cái nhân vô tham, cái nhân vô sân và cái nhân trí tuệ, cái vận hành của nó rõ nét vậy. Thì lần trước chúng ta cũng đã có nói là các cái ý mà trong cái phần mà vô ngã đó, đối với vi diệu pháp thì chúng ta đã học được bốn cái đặc tính của cái vô ngã anatta này, và nó có bốn cái
bốn cái phần mà giống như những cái khái niệm. Tuy nó có một nhưng mà ta có thể nói ra là bốn cách. Thì chúng ta cũng đã trình bày xong cái đó rồi. Bây giờ trong cái phần tiếp theo đó là cái vô ngã này trình bày theo kinh. Thì cái tư liệu này chúng ta tìm thấy trong cái Tăng Chi Bộ Kinh tập 3. Nó là trang 30, trang 28, trang 32, trang 33 và trang 34. Thì bây giờ là chúng ta đã xong trang 30, trang 28. Trang 30 á, thì xác định cái ngũ uẩn là vô ngã. Trang 28 á, thì là ngũ uẩn này diễn ra trong ba thời cũng là vô ngã. Bây giờ chúng ta tới trang 32 trong cái Tăng Chi Bộ Kinh tập 3. Bây giờ chúng ta nghe trong kinh Đức Phật giảng này. Nhân duyên ở Savatthi, tức là xuất xứ của cái bài kinh được giảng này đây. Bây giờ chúng ta nói cái nội dung của cái bài kinh. Đức Phật nói, này các tỳ kheo, sắc là vô ngã. Như vậy sắc pháp này, sắc thân này là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Khi mà chúng ta nói rằng cái quán với chánh trí tuệ đó, thì chúng ta phải hiểu rằng này, khi mà cái sự sáng suốt của một cái bậc mà gọi là hành giả mà cho đến là đắc đạo quả để mà thành thánh, thành Phật đó, thì bao giờ cũng vậy, trong tâm những người này đều có giới, có định và có tuệ. Thì vậy đó, khi mà cái chánh tri kiến á, hoặc là cái chánh kiến này nè, nó diễn ra đó, thì nó phải trải qua tu cái thiền định và tu cái thiền tuệ này mới có được. Còn nếu như chúng ta chưa có đắc cái thiền định sắc giới, vô sắc giới này, chúng ta chưa có đắc thường tuệ đó, thì cái sự hiểu biết của tất cả chúng ta đây nằm trong trí văn. Mà chúng ta nâng cấp lên được một chút á, là nó sẽ nằm trong cái trí tư. Tức là do chúng ta học được cái giáo pháp mà chúng ta ứng dụng và chúng ta có cái trải nghiệm đó. Nhưng mà cái lực mà để cho cái trí tuệ mình phát sanh để mình có thể liễu tri được cái vạn pháp. Liễu tri vạn pháp nghĩa là gì? Nghĩa là từ một cái hiện tượng pháp mình có thể thấy cái bản thể pháp. Và cái này đó là cái chữ thấy mà dùng đây đó là giống như là nó cực kỳ rõ ràng, không có mơ hồ gì cả. Cho nên mình hiểu thâm sâu từ tục đế tới chân đế, mà nhìn chân đế biết tục đế, nhìn tục đế biết chân đế. Hiểu sâu các pháp vậy đó, mà nó bằng cái tuệ giác chứ không phải bằng kiến thức. Chúng ta không phải học từ trong sách vở ra để biết, từ trong sách vở chúng ta học ra để biết. Ví dụ chúng ta học Tam Tạng Kinh Điển, thì những cái điều này Đức Phật dạy như trong kinh chúng ta đem ra học đây, thì đây là cái trí văn, đây là cái kiến thức chúng ta học. Và từ cái kiến thức này đó, chúng ta ứng dụng để chúng ta có cái trải nghiệm. Và khi cái trải nghiệm đó mà chúng ta thấy được quả thật nó là như vậy, thì chúng ta có cái niềm tin. Và chúng ta bước vào một cái rèn luyện sâu hơn nữa, để cho cái sự hiểu biết của chúng ta đó, cái nhất là cái định tâm chúng ta càng mạnh chừng nào, thì cái đó là một cái điều kiện để mà chúng ta đi sâu vào trong cái sự hiểu biết của các pháp, đi sâu vào trong cái hiện tượng và trong cái bản chất. Còn nếu không có định tâm được đó, thì cái lực của chúng ta chỉ hiểu khơ khơ, không thể đi sâu vậy được. Và khi có như vậy rồi, thì khi cái hành trì, và đặc biệt là hành trì cái thiền tứ niệm xứ đó, thì nó sẽ cho chúng ta hiểu đó các cái pháp chánh đế một cách rốt ráo và thấy rõ, không còn mơ hồ gì cả, không có mơ hồ chút xíu nào cả hết đó. Thì cái khi đó là chúng ta gọi là có cái chánh kiến, hay gọi cái chánh tri kiến, hay gọi rõ là liễu tri, hay gọi là tuệ giác, hay là giác ngộ, thì chừng đó nó mới xảy ra. Thành ra khi mà nói cái từ này thì chúng ta phải hiểu là nó ở một cái cấp độ mà tu tập đã có cái sự thành tựu. Phải thật quán với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Như lần trước sư cô có trình bày đó, trong cái pháp tục đế đó, thì chúng ta có cái ngã mà.
thân này của tôi, đúng rồi. Nhà này của tôi, xe này của tôi, cha mẹ của tôi, người hôn phối của tôi, chồng vợ của tôi, đó là một cái sự thật. Đó là một cái chân lý, nhưng nó là một cái chân lý tương đối. Có nghĩa là sao mà nó tương đối? Là bởi vì đó, nó đó có mặt trong cái điều kiện nào đó thôi. Nhưng mà cái sâu xa của nó đó, cái mà để hình thành nên cái mà diễn biến cực kỳ đa dạng đây đó, ha, thì nó là gom tụ vào trong á một cái chân tướng của nó, mà ta gọi là cái bản lai diện mục, hay còn ở trong vi diệu pháp gọi là cái pháp chân đế. Thì cái này mới là một cái sự thật vĩnh cửu, mà cái năng lực của nó là nó điều khiển tất cả những cái hiện tượng Phật. Đây là pháp tục đế, đây là pháp chân đế. Ở đây nó cũng là một cái chân lý, nhưng nó là chân lý tương đối. Nó mang cái tính chất quy ước. Còn chân đế đây nó là một cái chân lý tuyệt đối. Và nó mang cái tính chất đó, là nó là cái bản thể. Đây là cái hiện tượng, cái hiện tượng quy ước. Và đây là cái bản thể chân thật của nó. Nên nó mang cái tính chất tuyệt đối. Và cái chân đế này là chi phối cái tục đế. Nó là cái gốc chi phối cái tục đế. Và cái trục đế này nè, nó là có ảnh hưởng, tức là phải nó thể hiện cái chân đế. Trục đế này nó thể hiện cái chân đế, cái tính chất của nó là như vậy. Thành ra khi nói về cái ngã, khi nói về cái ngã, thì nó có ngã trong trục đế và cái ngã trong pháp chân đế. Vì vậy cái ngã trong cái pháp tục đế đó chính là thân của tôi, đâu có thể nói khác hơn được. Cha mẹ của tôi chính như vậy đó mày. Nhà cửa của tôi, xe cộ của tôi, bạn bè của tôi, con cái của tôi, người hôn phối của tôi, chính xác như vậy. Nhưng mà nó tương đối. Thì một cái tương đối đầu tiên mà chúng ta có thể dùng cái kiến thức để chúng ta hiểu được đó. Ví dụ như mà nói cha mẹ của tôi, cha mẹ mình nói đây là con của tôi, điều đó chính xác như vậy. Rõ ràng là cha mẹ mình sanh mình ra mà, nuôi nấng mình nên người mà, đúng sự thật vậy. Nhưng mà chúng ta nói là nó có hai cái nguồn cội của sự sinh ra. Thứ nhất, khi mà chúng ta được hoài thai trong bụng mẹ đó, thì đây là con của mẹ, mình sinh ra từ trong bụng mẹ. Nhưng mà tất cả khi chúng ta học về cái Phật Pháp thì chúng ta hiểu rằng chúng ta sinh ra từ tâm quả tục sinh của mình. Này. Nếu chúng ta là có một cái thân hình, có một cái sắc thân mà nó gọi là hoàn chỉnh của nó, tức là người nam ra người nam, người nữ ra người nữ đó, không có khuyết tật gì hết đó, thì chúng ta sinh ra bằng một trong tám cái tâm quả dục giới đây. Thì rõ ràng chúng ta sinh ra từ đó mà. Cái gốc chúng ta là sinh ra từ nơi cái quả nghiệp của mình. Vì thấy cái pháp chân đế đi chứ, sinh ra từ trong quả nghiệp của mình. Và cái hiện tượng pháp nó diễn ra đó là nó phối hợp với tinh cha huyết mẹ, nó thành cái thai phào ở đây. Là do gì cái tâm quả thuộc sinh này nè, nó nối kết với cái cha mẹ đây đó, là nó có những cái mà nó gọi là nó có những cái nhân, có những cái duyên mà nó phối hợp với nhau. Nó có nhân duyên lành và đồng thời nó có những cái không lành nó đang xen nhau. Và nó diễn ra trong cái đời sống cha mẹ con cái từ khi trong thai bào cho đến khi đó là kết thúc cái kiếp sống đó, thì chúng ta đều thấy nó sẽ đang xen.
Cái gia đình nào mà cực kỳ phước báo á, thì nó mới đan xen những cái mà coi như là nó đem đến một cái sự hòa hợp, sự tốt đẹp đó nha. Khó 100% lắm, luôn luôn có đan xen, luôn luôn có đan xen, luôn luôn có đan xen, luôn luôn có đan xen. Và có khi nó đoạn liền. Danh nghĩa thì còn như thế, nhưng mà trong cái đời sống mà để mà nối kết với nhau đó, nó kết không được nữa. Có khi nó đi trái chiều nha, có khi nó lỏng lẻo, có khi nó là nối những cái quan trái với nhau. Anh đã quý vị thấy nó biến động chưa? À, cho nên là bao giờ nó cũng có cái bề ngoài, còn có cái bề trong. Và nhắc lại cái này nữa để cho chúng ta cố gắng mà sống, mà suy gẫm, mà tu tập, mà tìm hiểu thì mới có thể đó, chúng ta giảm bớt những cái sai lầm của mình. Thì chúng ta cứ nhớ là nước thì ai cũng hiểu hết đấy. Nhưng mà bản thể của nước là hai chất khí. Bản thể của nước là hai chất khí. Và trong một cái điều kiện mà nó hòa hợp nào đó, trong điều kiện về nhiệt độ, trong điều kiện về cái lượng oxy và khí hydro, và trong điều kiện nhiệt độ nào đó, nó sẽ là một cái tách, thì cái giọt nước của nó rơi ra. Và cái giọt nước này nè, khi người ta đem trong điều kiện nhiệt độ nào đó thì nó sẽ bốc hơn, rồi nó sẽ kết hợp lại, nó thành tảng băng, rồi nó thành cái dòng nước chảy. Nó cứ vận hành như thế. Nên chúng ta phải nhìn ra cái sự thật tương đối và cái sự thật tuyệt đối. Và cách mà chúng ta giải cái đau khổ của mình á, nó nằm trong cái sự thật tuyệt đối, nó không nằm trong sự thật tương đối. Cho nên á, là sư cô, cái này là lặp đi lặp lại, rồi bởi vì nó phức tạp, nó khó hiểu, cho nên cứ lặp đi lặp lại chỗ này. Ví dụ như bây giờ á, cái có một cái sự xung đột giữa chồng vợ, xung đột giữa mẹ con, thì chúng ta sẽ nhận ra ngay. Nhận ra cái gì? Lúc đó chúng ta có hai cái để nhận ra. Người mẹ sẽ nói rằng là sao mà cái đứa con mình bên đây nó hỗn quá, nó lì quá, nó khó dạy quá, nó bất hiếu quá. Còn cái đứa con thì cho nói là mẹ mình bây giờ mình sao sanh tật dữ quá, chịu không có nổi. Chẳng hạn vậy. Thì nó bắt đầu á, cái mối quan hệ tốt đẹp đó, nó trật rồi. Nó trật qua một bên. Mà không những nó trật qua một bên mà giờ nó đối đầu nha. Nó đối đầu nha. Như vậy, cái mà chúng ta nói á, mẹ mình bao giờ sao khó tính quá, mẹ bây giờ mình sanh tật. Cái mà người mẹ nói con sao nó hỗn láo, nó bất hiếu quá, nó là tục đế. Còn cái chân đế là gì? Chân đế là cái người đang đứng trước mặt mình đang nói bằng cái tâm gì. Người mẹ nói bằng tâm gì và người con nói bằng tâm gì. Như vậy người mẹ cũng nói trong sự bực bội, trong sự không hài lòng, trong sự khó chịu. Người con cũng nói bằng cái tâm trạng đó. Vậy là hai tâm sân đang khởi lên. Nếu một trong hai người biết hòa giải trong cái lòng mình thì cái ngọn lửa này chỉ bừng lên có một nơi thôi. Còn nếu không, cả hai sẽ bừng lên và dây quan trái sẽ nối kết với nhau. Hết rồi. Ngày nào êm ấm trong bụng mẹ, ngày nào trên bàn tay của mẹ bồng ẩm, ngày nào mẹ dắt đi học, ngày nào mẹ tắm rửa thay quần áo cho, săn sóc tất cả mọi thứ, bây giờ tất cả chỉ là quá khứ mà thôi. Một cái quá khứ mà nó nối kết bằng những cái nhân duyên nó tốt đẹp, và nó nằm trong cái mối quan hệ mà nó thiện lành đây. Mối quan hệ tốt đẹp nè mẹ. Ơi đi qua rồi, bây giờ nó nằm đây. Nó nằm trong cái không hài lòng, trong cái bất mãn, trong cái khó chịu, trong cái mâu thuẫn đối đầu nhau này. Thành ra chúng ta phải nhìn ra cái tâm này.
mà đặc biệt là trong cái đời sống hôn nhân. Thì cô nói chữ đặc biệt bởi vì cha mẹ đó, những cái sự xung đột này đó có thể hòa giải dễ. Vì á, nếu mà đứa con mà hiểu biết á, thì cái mâu thuẫn đi qua rất là nhanh. Bởi vì trong đời mình á, cái người cao quý nhất trong cái đời mình á, chính là cha mẹ của mình, là đại thí chủ của mình. Cái ân nghĩa này đó, muôn đời muôn kiếp không có thể phai được. Cho nên á, vì cái chỗ đó mà cha mẹ mình có nói thế nào đi nữa đó, thì mình đây đó cũng làm cho mềm mại vấn đề trở lại. Thì cái chuyện xung đột này nó không có nữa. Chúng ta không có thể đòi hỏi cái ứng xử giữa cha mẹ mình với mình á, gọi là giếng bằng ao tao bằng mình. Không có vậy. Cho nên có những lúc mà chúng ta không có thể nói đúng sai, mà chúng ta nói bằng cái trái tim của một cái đứa con bao giờ cũng nghĩ tới ân nghĩa của cha mẹ, bao giờ cũng đối với cha mẹ với tất cả cái lòng tri ân, muốn báo ân và tất cả những cái thương yêu mà cha mẹ đã cho mình đó, để mình hình thành lên một cái đời sống mà mình cho rằng mình thành công, mình tốt đẹp ngày hôm nay. Mà dẫu có một cái sự tổn thất nào đó, có một cái tổn thương nào đó, cũng hãy thương đến cha mẹ mình. Là bởi vì không có một cha mẹ nào mà muốn làm tổn thương con mình cả. Khi chúng ta hiểu được thì đứa quả dạy được. Nhưng mà chồng vợ là không. Một bên là nước lã, một bên là người dân. Và nó gặp nhau trong một cái nối kết bằng những cái cảm xúc mà người ta gọi là những cái nghiệp cảm nó nối kết với nhau. Cho nên đừng bao giờ nghĩ cái tờ hôn thú là tất cả. Đừng bao giờ nghĩ cha mẹ đôi bên đã coi như là đứng ra làm thông gia, rồi là bạn bè, rồi tất cả, rồi xã hội ai cũng công nhận đây là chồng của mình, đây là vợ của mình. Không, tất cả cái đó nó chỉ là tương đối mà thôi. Một ngày nào mà một trong hai người đó ứng xử bằng cái thô tháo, bằng cái bạo ác, thì chúng ta hiểu rằng là nó đã say lưng ngảnh mặt, nó đã là cái bất thiện pháp nó đã khởi lên rồi. Và cái ngày đó là cái dấu hiệu của một cái sự tổn thương từ nhỏ đến lớn. Còn nếu chúng ta không nhận ra thì những cái người nữ đó bị cái người nam đó nhục mạ, đánh đập, nó đá còn thua là nó đá một con chó nữa. Nó đá con chó nó còn đương tay. Vì con chó của nó bán có tiền cho nó đương tay. Còn cái người nó coi vẻ rách này rồi đó, thì nó đá nó đạp không có thương tiếc. Mà không tỉnh ngộ ra đó, thì trả giá không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên cái pháp chân đế đó, nó cho mình thấy rõ đây không phải là người hôn phối của mình đâu. Mà đây là một cái kẻ bạo ác, đây là một cái kẻ tà dâm, đây là kẻ hư thân mất nết. Bây giờ nó hành hạ để nó đạt được cái mục đích mà thỏ dục đê hèn của nó mà không nhận ra. Thành ra giữa tục đế và chân đế nó không nhận ra thì cứ níu lại cái chữ là hôn thú, là hôn nhân, là gì danh dự gia đình, vì tất cả mọi thứ người ta biện minh. Người ta không thấy cái bản thể của cái sự việc nó diễn ra là bây giờ con người này không phải là con người của 10 năm trước. Không phải là con người của những ngày tháng mà mới gặp gỡ, mà nó nói bằng những cái cảm xúc êm dịu, nó đầy cái quyến rũ, nó nói bằng những cái thiện lành với nhau để làm hài lòng, đẹp ý, để mình chung sống tốt đẹp với nhau. Bây giờ nó ngược lại mà nó nói bằng con kênh nước đen này. Và tất cả những cái bẩn thỉu của nó đã đổ lên đầu rồi, vẫn không tỉnh ra. Chúng ta có thấy
vô minh không? Chúng ta có thấy cái sự mà coi như là gọi là si cuồng của mình không? Và đến khi người ta chìm trong cái biển khổ và đến chết rồi đó, người ta cũng không hiểu tại sao. Hiểu chứ? Giáo pháp của Phật dạy cho mình rõ ràng mà. Tại mình không chịu học. Tại vì gì? Mình chỉ nghĩ rằng đó, cái hạnh phúc mà được sống với người này, người kia, người nọ, rồi có tiền, rồi hưởng, có tiền rồi mua sắm nhà cửa xe cộ, không thiếu thốn gì hết, đi ăn đi uống đi hưởng thụ tất cả, mình nghĩ cái đó là tất cả. Không đâu, nó là một cái bản năng sinh tồn, nó không phải là tất cả sự sống của mình. Nên nhớ rằng tất cả sự sống của mình á là chúng ta phải hướng về là trí tuệ tâm linh. Còn này cha này mẹ này anh này em này bạn bè này chồng vợ này con cái đó đều là những cái chất liệu mà nó giúp chúng ta đó trải nghiệm để chúng ta tăng trưởng cái trí tuệ tâm linh của mình. Và cái giúp đỡ nó như thế nào? Cái giúp đỡ nó không phải chúng ta lợi dụng, mà cái giúp đỡ đó khi chúng ta có mối quan hệ nối kết này đó, thì đó chúng ta làm cho cái chất người của chúng ta đây này, bởi vì chúng ta sinh ra bằng tâm quả thiện mà, với cái chất người này của chúng ta này, với tất cả những cái thiện lành này của chúng ta đây này, chúng ta đem trao tặng cho tất cả những cái mối quan hệ đó, và cha mẹ chúng ta, anh em chúng ta, chồng vợ chúng ta, bạn bè chúng ta, những người sống chung chúng ta là ruộng phước để cho chúng ta đó dâng hiến những cái đóa hoa đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta, chúng ta gắn kết nó cho được. Còn khi người ta dùng những cái chất mà coi như là bẩn thỉu này đây đó, người ta phủ trùm trên hoa lá của mình đó, thì mình phải hiểu có nên tiếp tục không? Và có nên thấy rằng cái đó là tất cả cuộc đời chúng ta không? Hay là chúng ta nuôi dưỡng cái sự thiện lành này đấy, chúng ta nuôi dưỡng sự sáng suốt này đây đó, chính là trách nhiệm của chúng ta đối với cuộc đời của mình, chính là hạnh phúc đích thực của chúng ta đối với cuộc đời của mình, chính là bổn phận của chúng ta đối với cuộc đời của mình và đối với tất cả những ai mà chúng ta đang nối kết đây. Còn nếu không, cái sự nhầm lẫn này, chúng ta coi cái sự nối kết này, chúng ta dừng ở điểm này, dừng ở điểm này, dừng ở điểm này, tất cả chúng ta bị nhầm lẫn, đều phải khổ đau. Bởi vì tất cả các pháp nó vận hành trong tính vô ngã của nó. Đủ điều kiện tốt nó sẽ tốt, không đủ điều kiện tốt nó không tốt. Chỉ có vậy thôi, phải sáng ra. Cho nên pháp tục đế, chúng ta nói rằng cha mẹ của tôi, thân này của tôi, suy nghĩ này của tôi, đây là người hôn phối của tôi, đây là con tôi, đây là tài sản của tôi, đây là địa vị danh vọng của tôi, tất cả đều là của tôi. Chính xác là pháp tục đế. Nó là hiện tượng không bền, nó là vô thường. Và khi chúng ta không hiểu rõ, chúng ta sẽ khổ. Bởi vì cái bản chất của nó là vô ngã, nó hội tụ những cái yếu tố mà nó làm nên sự tốt đẹp, thì đó là cái duyên lành để chúng ta nối kết với nhau và chúng ta tăng trưởng cái điều lành của mình. Mà một khi một bên mà nó đã bẻ cờ rồi, thấy không? Nó lật lên rồi, nó không nối kết trong cái điều lành này nữa, mà một bên đó nó sẽ đưa cái quế nhiễm này nó phủ trùm lên, thì chúng ta có thấy biết không? Có thấy biết không? Cho nên có những cái người rất là ít, nhưng không phải không có, nó sẵn sàng bán con của nó mà ra sao cũng được. Thì chúng ta không cần phải nói mơ hồ, chúng ta lật lại cái hồ sơ mà công an đã làm việc bên cái casino ở biên giới Campuchia của Việt Nam. Khi mà có một cái thông tin
nói rằng trong casino đó chứa những cái đứa con gái nhỏ 9, 10 tuổi, 11, 12 tuổi trong đó. Thì công an đã làm gì? Và đã bắt đúng cái gì? Hỏi ra mới biết cha nó đi đánh bạc. Bây giờ đó là bán hết tài sản rồi, nhưng mà còn cái tài sản là con gái của tôi đó đem bán luôn. Đâu phải không có sự thật này đâu. Thì cái khi đó đó có còn là cái mối quan hệ cha con không? Đây nè, mối quan hệ cha con nè, tình nghĩa này còn hay không? Không. Bởi vì đây không còn là con người của nó. Cái thằng cha này nó không còn con người, cho nên nó bán con gái của nó. Huống chi vợ nó thì nghĩa đi gì? Máu mủ ruột thịt của nó bán được. Mà nó không biết cái đứa con gái mà non nớt 10 tuổi của nó sẽ sống như thế nào trong cái đọa lạc đó. Nó tàn nhẫn cùng cực, huống chi cái người vợ nghĩa đi gì? Cho nên đàn bà để nó đánh một lần rồi á, mà nó đánh lần thứ hai thì coi như cái người đàn bà này đó là đi vào tâm tối. Nó chửi cha mắng mẹ mình á, mà mình vẫn là coi như là phủ phục dưới chân nó, thì người đàn bà này tâm tối quá rồi, không nhận biết ra một cái gì cả. Nó hết là con người rồi, sao mày lại sống với cái kẻ mà nó không còn cái nhân tính nữa, để sống để làm gì vậy ạ? Mình thử hỏi trong cái thâm sâu mình, nó là cái gì? Cho nên người ta bỏ được cái khổ là người ta phải thấy cái vô ngã. Hết rồi. Chúng ta nên nhớ một cái thân xác này đây. Hiện tại này cái gì nó đang chiếm lĩnh trong cái đầu này? Nếu cái tham dục nó đang chiếm lĩnh trong cái đầu này đó, thì chuyện gì nó cũng thể xảy ra. Cần tiền thì ăn cướp tiền, cần sắc dục thì đi hãm hiếp. Bất cứ nó cần một cái gì thỏa mãn cho cái dục lạc của nó sẽ chi phối toàn bộ những cái này, và nó trở thành quỷ. Nó không là người, nó mang cái hình hài của con người thôi, nhưng nó là quỷ dữ. Vì sao? Vì nó nằm trong đây mà. Và khi nó chết á, cái tâm nó đi tái sanh ở đây mà. Mà nó làm ma, làm quỷ, làm tất cả những cái gì mà xấu xa nhất, mà tâm tối nhất có mặt nó mà. Và bây giờ nó đã hiện hình trong đời sống, nó xuất hiện bằng cái tâm tối, bằng cái không còn cái tính người đó, mà không tỉnh. Mẹ cũng không tỉnh. Nó mắc bao nhiêu nợ, vì bài bạc, vì gái trai, vì ăn chơi đó vẫn là. Có một người xuất gia, có một thằng con trai bảnh ra, thích làm giám đốc công ty này công ty khác. Thực chất nó không có khả năng làm việc tử tế, đừng nói chi nó làm giám đốc. Nhưng nó phải có làm giám đốc vì nó thích gái. Và cái mã này đó thì nó mới chinh phục người ta được. Và nó mới đóng một cái vai mà gọi là cái kẻ mà đào hoa sở khanh dễ dàng. Bây giờ người thân nó xuất gia rồi, lấy tiền đâu ra? Thì vô trong cái thế giới đó như con rắn độc, đi cào, đi cấu, đi lừa, đi lọc trong đó, mà không thấy địa ngục nó đã hiện hình. Đấy, mẹ với con đấy. Đấy, tình mẹ thương con đấy. Thấy không? Mẹ bất chấp tội lỗi, mẹ bất chấp giới luật của nhà Phật, thì cào cấu cái đồng tiền đó về để nuôi cái thằng con giám đốc của mình. Hết sập công ty này tới sập công ty khác. Đấy, nhìn xem có mê muội không? Không thấy, không thấy, không biết. Rồi khóc lóc lên rồi mới nói là tôi là một cái người mẹ mà hết lòng hết dạ vì con. Bao nhiêu khổ sở trong đời này cũng chỉ vì tôi thương con tôi đâu có làm gì bậy đâu. Ồ, mình là cực bậy chứ sao lại không bậy. Nó đã hư hỏng nó như vậy,
Nó tàn tệ như vậy, mình để làm điều tàn tệ hơn để nuôi dưỡng sự tàn tệ của nó, mà mình nói mình không làm bậy rồi nghĩa là gì? Đấy, quý vị nhìn cái đời sống đấy, và nhìn trong tâm của mình đi, để khi mình ứng xử đó mình biết pháp tục đế và pháp chân đế là gì không? Mình biết cái bản thể của các pháp là gì không? Cho nên nó có ngã mà nó có vô ngã. Cái ngã trong một cái tương đối nào đó thôi, để mà nó có một cái khả năng, nó cũng giật giả cái con người của mình, nó chịu khó phát triển lên, làm cái điều tốt, làm cái điều lành. Bởi vì mình thương cha thương mẹ, bởi vì thương cái người chúng sống với mình thương con thương cái của mình, cho nên là mình đã hết sức cố gắng, mình làm tất cả những điều tốt đẹp có thể làm được để mà sống chung an vui hạnh phúc với nhau. Nó phải hiện ra như vậy. Thì cái ngã trong một cái tương đối nào đó đó, chúng ta hiểu biết được như vậy thì rất là tốt đẹp. Nhưng mà con phải thấy đó, cái ngã này đó thật sự nó là vô ngã. Và tất cả những cái mối quan hệ đó nó kết hợp trong một cái điều kiện cho phép. Khi nó thay đổi rồi, thấy không? Đấy là người chồng, đấy là người vợ. Mà khi á, chồng mà trăng qua mà vợ mà lan chạ thì không còn là chồng, không còn là vợ. Hết rồi. Cha mẹ mà bán con thì cái thời điểm đó không còn là cha mẹ. Con mà tàn hại cha mẹ thì thời điểm đó không còn là con nữa. Con mà mất tính người rồi thì không có phục vụ để nó tăng thêm cái chuyện mà nó là coi như càng ngày nó càng tàn tệ, nó càng phá vỡ cái phước báo làm người của nó, ta không tiếp tay vào trong chuyện đó. Cho nên là chúng ta học, chúng ta hiểu để chúng ta sáng ra, mà chúng ta sống như thế nào mà chúng ta bình an. Và nên nhớ là cái chuẩn trong cái cuộc đời của mình á, vẫn là thiện lành đây và vẫn là trí tuệ đây. Không có cái gì đi với chúng ta đời này sang đời khác mà làm cho cuộc sống chúng ta đó vừa êm ấm vừa hạnh phúc mà vừa lại hết sức là trong sáng đó, bằng cái thiện lành và cái trí tuệ đây. Còn tất cả những cái thứ đó đều là những cái ruộng phước, những cái điều kiện để chúng ta thể hiện tất cả những cái điều tốt đẹp mà chúng ta có được để chúng ta dâng tặng. Còn thí dụ như mà chúng ta biết rằng đó, cái phân bón tốt nhất này đó mà đổ vô trong một cái gốc cây mà đã thối rễ rồi đó, thì chúng ta phải sản xuất, chứ không phải đi dâng tặng rồi chỗ nào cũng dâng tặng một cách bừa bãi, không phải, luôn luôn có trí tuệ. Nhớ như vậy. Và Đức Phật giảng tiếp là khi nói về sắc thì Đức Phật thì nói vậy, thì bây giờ về thọ tưởng hành cũng vậy, thì Đức Phật nói là bốn cái còn lại, tức là cái sắc pháp chúng ta nói rồi, bây giờ danh pháp á, thì trong cái ngũ uẩn nó gồm có thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì Đức Phật nói này các tỳ kheo, thọ tưởng hành thức là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thế vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử, yếm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, yếm ly đối với hành, yếm ly đối với thức, không còn trở lui trạng thái này nữa. Khi mà chúng ta hiểu rằng đó, cái hoạt động của cái ngũ uẩn này là vô ngã, thì chúng ta không có bao giờ bám chặt vào nói thân này là của tôi, nhà này là của tôi, xe này của tôi, cha mẹ này của tôi, người hôn phối này của tôi, con cái được của tôi. Chúng ta không bám chặt vào trong cái chỗ đó. Chúng ta hiểu nó trong một cái chừng mực nào và cái vận hành vô ngã của nó. Và xin nhắc lại là tới một cái thời điểm nào
thì khi nó diễn ra cái hiện tượng gì, cái bản chất mà nó thuộc về cái tâm thức của nó ra sao, thì chúng ta hiểu như vậy để mà chúng ta biết rõ ràng mà chúng ta chọn con đường thiện hay bất thiện. Hoặc là khi cái sắc thân này chẳng hạn, nó đến cái hồi đó bệnh hoạn, đến cái hồi mà nó suy thoái và nó phải đi đến cái chết, thì chúng ta hiểu rằng là bây giờ chúng ta có khóc than thì nó dẫn bệnh, mà chúng ta đó là có coi như là khổ sở mà đau đớn mà rên rỉ mà cầu khẩn đi nữa thì chết nó vẫn chết. Và nó chết rồi á mà mình á là thành ma mà vẫn bám vào trong cái bộ xương cốt này, bám vào trong cái mã này, cái mồ này, bám vào trong cái hũ cốt này đó, thì tất cả cũng đều là cái khổ mà thôi, là bởi vì nó có dùng được cái gì đâu. Rồi cái tứ đại nó cũng về với tứ đại thôi, nó cũng về với cát, với bụi, với đất, với gió, với nước, với lửa thôi, đâu còn gì nữa đâu, nó có xài được nữa mà bám vô. Phải thấy không, chùa có nhà cửu viện, nhà mình có cái bàn thờ tổ tiên. Mình không biết rõ, nhưng mà rõ ràng là mình biết có người chưa siêu cho nên mới thờ. Mà người chưa siêu thì thường ở đâu? Thường ở đâu mà thờ cũng được, thường nó thành ma đó nhiều nhất, thường nó thành quỷ đó, có khi là Atula đó. Cho nên mới cầu nguyện mà, cho nên mới gửi vào trong chùa, cho nên mới làm phước, hồi hướng phước. Để chi? Tăng lên cái phần sáng suốt này đây, tăng lên cái phần hiểu biết này đây. Và khi người ta nhận định rằng rằng tại sao mình ở hoài trong cái khổ này, mình không đi ra. Cho nên chúng ta nhận định từ cái việc nhỏ cho tới cái việc lớn, mình chịu đựng để mà nó chìm trong cái đau khổ, trong cái nhục nhằn, có nên không? Chúng ta kham nhẫn. Trong chữ kham nhẫn này đó có sự hiểu biết. Hiểu biết để chi? Chúng ta kiềm chế lại, không có phản ứng trong những cái cảm xúc mà nó đó đầy cái kích động và nó nằm trong cái sân của mình. Cho nên kham nhẫn là dừng lại, nhưng mà trí phải hoạt động, phải sáng suốt, phải xem xét nó là cái gì và phải giải quyết ra sao. Còn cái chịu đựng, cái nhẫn nhục á, để làm nô lệ cho một cái hoàn cảnh sống, để làm nô lệ cho cái con người đang khống chế mình bằng nhiều hình thức đây, cái đó là cái yếu đuối, cái đó là cái ngu si, cái đó là cái tâm tối, cái đó là cái hèn mọn của mình. Nó không phải là cái nghị lực, nó không phải là cái sức sống, nó không phải là sự vươn lên. Và nếu cái sự chịu đựng này, cái sự nô lệ này kéo dài đó, chúng ta sẽ chìm trong cái tâm tối, và cái giá phải trả là tái sanh vào trong cái cõi khổ để mà khổ triền miên. Sao không tỉnh ra? Sao không thấy một cái điều đơn giản này? Cái sự sống á, nó nằm trong cái lá nó còn xanh đây, cái hoa nó còn tươi đây. Nếu mà cái lá này nó héo úa, cái cây này nó chết rồi, cái hoa này nó tàn rụi rồi, thì không ai để trong chỗ này cả. Mình đây nè, cái tâm mình mà nó đi vào trong cái mà nó tâm tối, nó khổ đau, nó sầu muộn như vậy ấy, là cái hoa đã héo, cái lá cani đã héo rồi. Là cái thân thể này phải bệnh tật, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, nó trầm cảm từ cấp độ này sang cấp độ khác. Nó là sự héo úa, nó là sự tàn rụi,
nó là con đường đi cái chết, nó là con đường đi xuống cái đọa đày trong khổ cảnh, nó không phải là con đường vươn lên. Tại sao mình buông ra? Tại sao ôm cái giận hoài vậy? Tại sao ôm cái buồn hoài vậy? Tại sao cằn nhằn hoài vậy? Tại sao cào nhào hoài vậy? Tại sao bất mãn hoài vậy? Giữ chi vậy? Tại sao phải chịu đựng với những con người tàn nhẫn này? Tại sao? Muốn cái gì? Muốn cái gì thầm lặng ở bên trong này này mà nó nhơn lên phải không? Tỉnh lại đi. Còn nếu không đó, mình đưa mình đầm mình xuống một cái con kênh nước đen hôi hám tâm tối vậy á, mà đi trong luân hồi, mình không thương mình sao? Mình thương ai vậy? Mình diện cớ mình thương ai vậy? Để mình sống trong cái khổ đau, trong cái tâm tối vậy, mình thương ai? Mình thương cái ảo ảnh của mình, mình thương cho cái dục vọng của mình. Kiểm tra lại đi, mình không có thương ai đâu. Và cái tâm tối của cái dục vọng, tâm tối cái ảo ảnh của mình đó, nó sẽ đưa mình đi. Đừng quán trách ai cả, đừng hận ai cả, mà phải thấy rõ nơi mình nè, cái kẻ tạo nên cái khốn khổ trong đời mình đó chính là những cái quế nhiễm đây, chính là các tâm tham sân si đây, chính là các cái sở hữu bất thiện đây, nó hoạt động trong cái tâm của mình. Khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy cái giáo pháp của Đức Phật đó rõ ràng là đã giúp cho chúng ta đó có một cái sự hiểu biết, có một cái sự sáng suốt soi rọi vào trong tâm mình, soi rọi vào trong hoàn cảnh của mình, soi rọi vào cái người đang nối kết với mình đây, với cái hoàn cảnh, với cái nhóm người, từng con người nối kết mình đây, nối kết bằng cái đường dây gì, cái đường dây thiện hay đường dây bất thiện, và bản thân của mình đang khởi lên cái gì, mình có hiểu rõ không? Bởi vì chỉ cần trong nơi mình nó khởi lên cái bất thiện pháp, là chính mình là kẻ đã làm khổ mình, chính mình là cái kẻ đó đưa mình vào trong cái tâm tối. Chúng ta sang tới cái trang số 33 và cái số 34 thì nói về nhân duyên của ngũ uẩn. Trang số 33: có nhân là vô ngã, nhân duyên ở Savatthi, tức là bài kinh này được giảng ở Savatthi. Sắc, này các tỳ kheo, sắc là vô ngã. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho sắc sanh khởi, cái ấy cũng vô ngã. Sắc đã được cái vô ngã làm cho sanh khởi, này các tỳ kheo, từ đâu là ngã được? Bây giờ nói nhân duyên nào mà vô ngã? Thì lần trước thì cô có nói với quý vị đó, sắp tới mình sẽ học cái này đây. Đó là cái lý nhân duyên đây. Chúng ta xem này, đây là danh sắc này đó. Và đây chính là năm uẩn này. Bây giờ cái lời giảng của Đức Phật là mới nói về cái sắc uẩn này thôi. Hỏi cái nhân duyên nào mà sanh sắc, sanh ra cái sắc này. Chúng ta nhìn đây, vô minh này nó duyên với hành. Hành này có nghĩa là tạo tác nên nghiệp, tạo nghiệp đây, tạo nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện đây. Rồi đến khi mà nó tạo nghiệp rồi, nó tạo nhân thức. Thầy sư cô nói là khi mình tạo nên cái bất thiện pháp nó trổ quả đây, khi mình tạo nên cái thiện pháp nó sẽ trổ quả đây, trổ quả đây. Tức là tất cả gì mình tạo tác bằng thân khẩu ý nó trổ quả liền trong tâm, trổ quả đây. Hành đây, hành này nó duyên với thức, đây là quả thức. Cái quả thức này đưa đi tái sanh, thì chúng ta thấy là nó sẽ, cái quả thức này nó tạo ra cái tâm này, tạo ra cái thân này.
này. Thì danh sắc này đó là do thức tạo ra. Vì vậy nhân duyên của nó bắt nguồn từ vô minh duyên với hành, hành duyên với thức, thức duyên với danh sắc. Như vậy cái lý do gì mà chúng ta có sắc thân này? Cái gì mà nó có cái hai cái dòng nghiệp nó đang trôi chảy đây? Là tất cả do chúng ta tạo tác. Và tạo tác trong cái sự thiếu sáng suốt của mình thì nó sẽ đưa đến cái vùng mình. Thì như vậy đó, chúng ta đã thấy cái nhân, cái duyên của nó nằm trong cái lý duyên khởi. Rồi chúng ta nghe tiếp thì Đức Phật cũng giảng như vậy. Này các tỳ kheo, thọ, tưởng, hành, thức là vô ngã. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho thức sanh khởi, cái ấy cũng vô ngã. Thức đã được cái vô ngã làm cho sanh khởi, này các tỳ kheo, thì từ đâu mà có ngã được? Đức Phật hỏi rõ ràng như vậy. Thì chúng ta nhìn đây nè, để chúng ta thấy cái chữ nhân, chữ duyên đó đi. Bây giờ mình nói từ cái chỗ này đi. Ví dụ bây giờ đây là cái tâm tiếp thọ nè. Đây khi nó khởi lên đó, nó khởi lên đó, thì nó thành quả. Và cái quả này nè, nó sẽ là cái nhân để mà nó tạo ra cái tiếp theo. Thấy không? Tức là cái A này nè, nó khởi đầu nó là nhân, thì nó mới sinh ra cái B này là cái quả. Mà cái quả này đó, giờ đây nó trở thành cái nhân để mà nó sinh lên á cái quả nữa, C, đây là cái quả. Và cái quả này á cũng là trở thành cái nhân. Và cái A này nó tạo thành cái B đó, là tức là nó có cái duyên. Nó vừa là cái duyên tạo nên cái này, mà nó cũng có thể nó có nhiều cái duyên khác nó bồi bổ vào đây. Ví dụ như mình nhớ nha, đây là cái hạt xoài, nó là cái nhân. Mà có cái hạt xoài này nó mới ra cái cây xoài. Như vậy đây là nhân mà nó tạo ra cái cây xoài, đúng không? Rồi từ cái cây xoài này ra, nó mới tạo ra bông, rồi mới ra trái xoài. Rồi trái xoài thì trong trái xoài nó có cái hột xoài trong đó, đúng không? Nhưng mà đó, chúng ta nhớ hai cái này. Hột xoài này nó vừa là nhân vừa là duyên để trở thành cây xoài. Mà cái hột xoài này nè, nó cũng có cái duyên của nó nữa, là nó phải trồng trên cái đất tốt. Nó phải có nước, phải có phân bón, phải có ánh sáng. Thì nước, phân bón, ánh sáng là duyên. Nó giúp cho cái điều kiện của cái hạt giống này nè, nó phát triển đúng cái mà nó cần thiết, thì nó mới ra được cái cây. Rồi cái cây này đó, nó cũng được nuôi dưỡng bằng phân, bằng nước, vân vân, tất cả phù hợp với nó, thì nó mới cái trổ bông, nó thành quả. Mày thấy không? Cho nên á, cái nhân này á, nó vừa là nhân và duyên cho cái quả này. Cái quả này nó vừa là nhân rồi duyên cho cái quả khác. Rồi quả khác thì vừa là nhân rồi duyên, hiểu chưa? Và nó là cái nhân, cái chính mà nó có, nó cũng là cái duyên chính. Mà cái này nó cũng có những cái duyên nó phụ thuộc vô. Chị hiểu này chưa? Cái này rồi chúng ta sẽ học, và chúng ta sẽ hiểu nhiều cái khía cạnh đó. Và nhớ dùm cái chữ này hôm nay. Khi tất cả mà nó tạo tác là do nhân do duyên, thì nó biến đổi cũng do nhân do duyên. Vậy khi chúng ta hạnh phúc thì nhân gì duyên gì mà được hạnh phúc? Khi chúng ta đau khổ, nhân gì duyên gì mà đau khổ? Nếu chúng ta thay đổi cái nhân, thay đổi cái duyên này đó, thì cái khổ nó hết. Chỉ có vậy thôi. Khi chúng ta nhìn ra cái nhân gì mà nó tạo tác lên cái khổ, nhân gì, duyên gì tạo tác lên cái khổ, bây giờ chúng ta tách nó ra đi thì chúng ta hết.
cái nguyên tắc đó. Vì chúng ta nhớ vậy nè, cái lời của Đức Phật dạy đó, nó là cái ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay này không phải mặt trăng. Cho nên chỉ thì chúng ta muốn có mặt trăng thì chúng ta phải đi. Cho nên mỗi một người đó, người ta vẽ ra một cái con đường cho mình, và người ta tạo từng bước chân của người ta đi. Vậy thì bây giờ người ta đi lạc đường, mà ta tin Phật, Phật chỉ con đường đó, thì người ta phải bỏ cái con đường này, người ta đi vào cái con đường mà Đức Phật chỉ. Chứ cái lời chỉ này không phải làm cho mình đó là thoát khổ. Tất cả những gì khổ hay hạnh phúc do mình tạo ra. Vậy đập vỡ hạnh phúc của mình cũng do mình, mà tiếp tục cái khổ đau của mình cũng do mình. Cho nên cái sự học hỏi giúp cho chúng ta hiểu biết và chúng ta chọn lựa. Và chúng ta trải nghiệm từng bước một để chúng ta có niềm tin. Và khi chúng ta thành tựu, chúng ta phải có phương pháp. Phương pháp làm cho cái sự sáng suốt, cái sự vững vàng trong cái thiện lành của chúng ta được tăng cao bằng thiền định. Và qua đây là thiền tuệ, là cái cách tu tập á, để cái trí tuệ tâm linh chúng ta ngày càng sáng hơn. Và khi nó sáng hơn như vậy đó, thì nó sẽ không có bị những cái mà gọi là những cái lớp mà bụi đầy cái màu sắc của tham dục á, nó che ám chúng ta. Mà nó không bị những cái màu sắc mà tím sẫm, mà đen tối của cái sân hận, của khổ đau, nó che khuất chúng ta. Và nó kéo dài. Những cái điều đó là vì chúng ta tâm tối không nhận ra, cứ nghĩ rằng đây là ước muốn của tôi, đây là cảm xúc tình cảm của tôi, đây là cái nhu cầu của tôi, đây là khuynh hướng của tôi. Và có bao giờ tôi hỏi với tôi rằng khuynh hướng này, cảm xúc này, nó dẫn đi lên hay dẫn đi xuống? Đó là cái câu mà người sáng suốt sẽ hỏi với chính mình. Còn cái kẻ tâm tối đó, thì khi trong lòng mình nó nói đây là tình cảm, đây là cảm xúc của tôi, thì nó lập tức đi theo như một kẻ mà gọi là tín đồ, mà mê muội, nó đi theo thần tượng của nó mà thôi, không hề có một chút sáng suốt nào cả. Và như vậy chúng ta đi trong những cái cảm xúc hỗn độn của mình mà không phân biệt được những cái cảm xúc này đưa mình về ánh sáng hay đưa mình vào bóng tối. Sự tu tập nằm chỗ này. Cái mà nâng cao cái phẩm chất và giá trị làm người của mình ở chỗ này. Cái mà đẩy cái nắp hòm rồi đó, mình có thể sanh được làm người hay không ở chỗ này. Chúng ta nhớ rõ vậy đấy. Rồi bây giờ Đức Phật nói tiếp: thấy vậy này các thị kheo, vị đa văn thánh đệ tử yếm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, yếm ly đối với hành, yếm ly đối với thức, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tức là cái sự sống của cái sắc pháp, cái sự sống của tâm pháp, ngày lẫn đêm nó đi trong con đường thiện bất thiện, đi trong đường thiện bất thiện, nó đi trong những cảm xúc hài lòng và không hài lòng, nó là miệt mài nó đi như vậy. Cho nên cái người mà nhận thức ra được rằng đó, tất cả những hoạt động của sắc pháp và tâm pháp nó đều là vô thường, khổ và vô ngã, thì cái người đó, người ta liền biết cái cách là cho cái thân của tôi này sống ở cái mức độ nào mà tôi không phải nô lệ cho cái ước muốn về thân của tôi. Thì thế chưa? Nếu mà cái quả nghiệp của tôi đó, mà nó sinh ra đó, mà cái mũi tôi nó thấp này nè, thấy không? Cái mặt của tôi đó, là nó tròn quay như thế này nè, nó vẫn có vẻ đẹp riêng của nó. Thị nở vẫn có vẻ đẹp của thị nở, nếu thị nở hiểu biết. Còn bây giờ thị nở nay đi sửa sắc đẹp, mai đi sửa sắc đẹp, mà thị nở mà không có tiền thì thị nở phải ăn cắp, thị nở phải ăn trộm, thị nở phải bán thân,
Thị nữ phải làm những cái điều khủng khiếp nhất để mà phục vụ cho cái mà thị nữ muốn thay đổi cái nhan sắc của mình. Thị nữ phải nghe lời người ta uống thế nào để cho cái thân thị nữ nó thon thả lại cho đẹp. Thì thị nữ phải trả giá bằng cái bao tử của thị nữ giờ đang không ăn cơm được. Thì nó đau cái sốt ở trong ruột rồi. Và có lúc nào đó thì thị nữ lăn cù ra chết bởi vì nô lệ cho cái sắc của mình, cho cái đấm sắc của mình. Cho nên nó lạ. Nó lạ cái khi người ta yêu cái sắc thân người ta đó. Người ta phục vụ cho nó quá nhiều và người ta bất chấp. Người ta bất chấp. Bao nhiêu người để sống như thế. Người nam cũng vậy, người nữ cũng vậy. Cái thời đại ngày nay rất lạ ở cái chợ. Là có lẽ là cái ngành quảng cáo nó lên ngôi. Và cái hấp lực của những cái lời quảng cáo đó làm cho người ta đó quên sống chân thật. Một cái đồ lót, quảng cáo cái đồ lót mà đồ lót đẳng cấp. Huống chi mà nói cái khách. Và cái đẳng cấp đó là cái bản ngã cho nó phải là vô ngã. Và khi thấy mình không có cái đẳng cấp đó thì cảm thấy tủi thân tủi phận. Cảm thấy tự ti mặc cảm và không hạnh phúc, không ăn vui, là khổ. Cho nên là tất cả phải theo cái quảng cáo đó. Món gì cũng quảng cáo. Cái nghề quảng cáo là cái nghề đó, là gọi là người ta đó là làm cho đó một điểm, cái điểm nhỏ vậy mà nó làm thành là cả một cái bầu trời luôn. Nó che khuất cái sự sáng suốt của con người. Và con người đó u tối trở lại và cam tâm làm cái nô lệ cho những thứ quảng cáo đó. Kể cả thuốc men cũng quảng cáo, giống như là không cần cái gì cả, chỉ một món thuốc này là giải quyết tất cả. Cái sự dối trá nó cùng cực đến như vậy mà nó đầy quyến rũ. Người ta vẫn nghe mới lạ. Nói thật không ai nghe. Bởi vì cái sự thật nó không có thỏa mãn cái ước mơ, cái mộng ảo trong mỗi một con người. Và chúng ta hãy xem xét lại chính mình. Bất cứ một cái vấn đề gì mà chúng ta hướng tới, mà chúng ta cảm thấy đau khổ, cảm thấy bất an, chúng ta hỏi chúng ta mộng mơ cái gì, chúng ta ảo tưởng một cái gì, chúng ta trả lời đi. Và chúng ta nô lệ cho cái gì, nói đi. Chúng ta bị trói buộc vào cái gì, nói đi. Như vậy trong cái phần mà nói về cái nhân duyên của cái ngũ uẩn là vô ngã đó, thì cái phần này đó là tiếp theo cái phần số 4 đó, là khi nói về 12 nhân duyên. Thì lúc mà chúng ta học 12 nhân duyên thì chúng ta sẽ sắm sâu hơn cái này. Và bây giờ đó thì sư cô sẽ giảng cái bài kinh vô ngã tướng mà hôm trước đã phát cho cả lớp rồi đó. Bây giờ chúng ta đem cái bài kinh vô ngã tướng nó ra để mà chúng ta giống như là chúng ta đi sâu hơn một chút về cái ba cái tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Lần trước đã phát cái bài kinh vô ngã tướng rồi. Bây giờ trước khi vô cái bài kinh vô ngã tướng đó thì sư cô ôn lại một chút. Chúng ta dở cái trang số 11. Chúng ta sẽ dở cái trang số 11 với trang số 12 ra. Trước khi giảng cái trước khi chúng ta đi sâu và để tìm hiểu cái bài kinh vô ngã tướng á, thì sư cô nói cực kỳ vắn tắt để chúng ta hiểu cái con đường tu tập của mình á, mà không có mơ mộng. Và chúng ta nhớ là thầy của chúng ta đó, khi mà rời bỏ cái hoàng cung vào rừng là có một cái vị thầy dạy về thiền sắc giới. Và cái vị hành giả Xích Đạt Ta này đã tu tập và đắc được cái đỉnh cao của thiền sắc giới. Sau khi đắc thiền sắc giới rồi đó
mới đó rèn luyện cái thần thông này và cũng đặt cái đỉnh cao của thần thông này. Sau đó rồi thì vị hành giả này mới có một vị thầy thứ hai và học về thiền vô sắc giới. Là vì đó, chỉ khi mà đắc được cái thiền sắc giới này á thì mới bước vào thiền vô sắc giới. Còn chưa đắc thiền sắc giới, chưa bước vào đây được. Thì vị hành giả này đã đi vào cái thiền vô sắc giới và cũng đắc cái đỉnh cao của nó. Và có hai vị thầy đã hiện. Và từ cái bờ sông đi lên thiền, tức là vị này đã rời bỏ cái khu rừng khổ hạnh và đi ra tới bờ sông Ni Liên Thiền, và sau đó từ cái sông Ni Liên Thiền mới tới Bodhgaya, từ đó đi bộ qua được. Thì á, là khi ngồi xuống cái cội bồ đề đó đó thì vị này không có thầy được, không có thầy được, mà do nhờ đắc thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới lên tới cái đỉnh cao, thì giống như mình nói một cái ly nước mà nó đã cực kỳ trong veo rồi. Thì cái sự trong sạch và sự trong sáng mà cực kỳ mạnh mẽ trong tâm của người hành giả này đó đã giúp cho cái người hành giả này đó có một cái khả năng đó soi thấu lại trong tâm của mình. Và chúng ta khi đọc sách, chúng ta nhớ rằng cái thiền sắc giới này đó thì có bao nhiêu cái đề mục cũng được, không có thành vấn đề. Chỉ có đạo Phật là rút lại 40 đề mục. Còn tất cả những người có tôn giáo hay không có tôn giáo đó, người ta tu thiền định này đó, đề tài nào cũng được hết. Và hỏi chứ người ta có đắc thiền hay không, xin trả lời đắc thiền. Bởi vì cái đề mục của nó là tục đế, cho nên lấy cái đề mục gì cũng được hết. Nhưng Đức Phật là chọn 40 đề mục thôi. Lý do tại sao chọn 40 đề mục đó, bởi vì 40 đề mục này, nhất là đề mục mà quán người tử thi, 10 đề mục quán người thi, nếu mà tiếp tục đó thì vẫn có thể đi vào trong cái thiền tuệ này được. Làm cho cái người hành giả này đó, do nhờ cái đó mà liên tục trong sự tu tập của mình, thì nó sẽ trợ duyên rất tốt. Chỉ có vậy thôi chứ không giới hạn. Vì vậy đó, chúng ta hiểu rằng với một cái thiền định đó, mà cái đề mục mà nó ở bên ngoài đây nè, chọn đề mục nào cũng được, tu đúng phương pháp là đắc định. Nhớ vậy nha. Và khi đắc định rồi đó, thì cái đề mục ở đây là 4 đề mục này, chứ không có đề mục nào khác nữa. Không có tự ý chế ra cái gì để làm mà 4 đề mục này thôi. Rồi. Bây giờ tới cái thiền tuệ này, tất cả những ai nói rằng mình là Phật tử tại gia, Phật tử xuất gia, mà nói rằng mình đi cái con đường của Đức Phật đi, con đường để mình thoát khỏi đau khổ, con đường để mà cái trí tuệ mình phát sanh đó, thì Đức Phật nói với mình là chỉ có con đường duy nhất, đó là con đường của tuệ giác đây, là thiền Vipassana, hay còn gọi là thiền tứ niệm xứ, còn gọi là thiền tuệ đó, còn gọi là cái thiền giải thoát nằm đây. Và chỉ duy nhất có một mình vị chánh đẳng chánh giác mới biết được điều này và mới dạy được cho tất cả chư thiên và loài người. Cho nên á, khi mình đi vào con đường giải thoát á, mà mình đi không đúng cái con đường này đó, mà người ta nói cái gì cũng thành Phật hết á, thì phải cẩn trọng. Ví dụ như người ta nói là niệm Phật thành Phật thì phải cẩn trọng, tại vì niệm Phật là thiền định để đắc định, để trong tâm của mình được bình an và sáng suốt, chứ chưa có đắc Phật được, chưa có thành Phật được. Cho nên không phải người ta nói hô đó dượng gì mình cũng nghe, hoặc là tự mình ảo ảnh mình á, mình tu gì rồi mình giỏi rồi, là mình thành Phật rồi, mình thành thánh rồi đó, thì phải xem kỹ rồi. Nó có cả một cái tiến trình của nó đi, và nó có cả những sự kiểm chứng của nó. Khi chúng ta học sâu rồi đó thì chúng ta sẽ thấy là những cái lộ này đây nè, những cái lộ bình nhật đây nè,
những cái lộ ngũ và lộ ý nó diễn ra trong cái đời sống hàng ngày của một người phàm phu như mình, nó diễn ra làm sao? Nó diễn ra trong tâm của một cái vị mà tu thiền này nè, mà muốn nhập vào cái dòng thiền này đó, thì cái lúc đó cái tâm động tốc đó, cái tâm tạo tác của nó phải chuyển mình như thế nào mà nó mới đạt được. Và tới tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, nó đều mang tính quy luật của nó thôi. Và khi chúng ta nhìn những cái lộ trình tâm này, nếu chúng ta tinh ý thì chúng ta thấy là chữ vô ngã nằm ở đó. Nó vận hành, nó đi từng bước và tính quy luật của nó đi. Trong tâm một con người, trong tâm một con chó, con trâu, con heo vẫn đi như thế. Luật mà, con đường của nó đi như vậy, nó mang tính vô ngã của nó. Và như vậy, nếu bản thân mình mà chưa đắc được thiền định, chưa đắc được thiền tuệ, thì khoan phong thánh cho mình đó. Khoan mơ mộng rằng mình đó là thành Phật thành thánh, không có đâu. Bốn A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp, nhớ đấy, không có mơ màng được. Chúng ta hiểu rõ, cũng như là chúng ta hiểu rõ như thế này, bây giờ mình đang học lớp mấy? Học lớp 1 có chương trình lớp 1, lớp 2 có chương trình lớp 2, đại học có chương trình đại học, tiến sĩ có chương trình của tiến sĩ, hậu tiến sĩ có chương trình của hậu tiến sĩ. Không nói mơ hồ, và không có tự tâng bốc mình, không có ảo ảnh về chính mình, mà chúng ta phải biết rõ cái điều này. Nhớ, chúng ta nên nhớ là chúng ta theo cái tín ngưỡng tôn giáo gì không biết, nhưng nếu một khi chúng ta nói theo Phật thì chúng ta phải hiểu Phật là trí tuệ. Mà trí tuệ thì không có nói bừa nói bãi, không có vậy. Học biết nói cho đàng hoàng đúng cái học của mình. Nếu có sai là tại vì mình học bậy, mình nói sai thì mình sửa lại, mình không học cái đó nữa. Còn hả, bản thân mình trải nghiệm cái gì chính xác nói cái đó. Mà tu tập thì có phương pháp phản hồi, đúng phương pháp mới thành tựu, không đúng phương pháp không thành tựu. Chúng ta nên nhớ nó là nhân, là duyên. Đúng nhân, đúng duyên của nó, pháp nó sẽ khởi sanh. Còn nếu như nó trật, nó sẽ chuyển qua cái pháp khác. Nó trật, nó chuyển qua cái pháp khác. Nó cực kỳ chính xác, cực kỳ rõ ràng. Những ai còn mơ màng ở trong tâm, ảo ảnh ở trong tâm, chưa có đi vào con đường của Phật được đâu. Phải chính xác, phải rõ ràng, cái gì cũng phải giải thích được, phải cắt nghĩa được, chứ không có mơ mơ hồ hồ. Đạo Phật là trí tuệ đứng hàng đầu, không có nói cái gì mơ hồ cả, không có nói gì không rõ ràng cả. Nếu mình không biết rõ ràng mà nói rằng tôi chưa hiểu hết, tôi chưa có thể nói rõ ràng, chứ không có dám mà lộng ngôn. Tôi cũng vậy nữa, được bao nhiêu mừng bấy nhiêu, tự mình trách nhiệm là biết liền. Okay. Đây nè, cái kỹ vật mình để đây nè, bây giờ ai tới đập nát cái mà lòng nó đau khôn xiết á, thì biết rằng đâu có thành, đâu có thành gì được đâu. Định còn định không nổi, huống chi nói thành Phật thành thánh. Trắc nghiệm quá dễ mà, không có khó chút nào cả. Bây giờ nói ai thành Phật thành thánh á, mình chịu khó mà đi đằng sau mình lấy cái roi mình bước vô trong cái chân một cái đi, mà cái mặt nó quay lại mà nó nổi ma lên á, thì may ra. Chứ còn nếu không á thì dính nó ráo à, đừng có mơ hồ. Mình theo Phật làm ơn nhớ trí tuệ đứng hàng đầu, học hỏi cho biết, ứng dụng để trải nghiệm, mà mình có cái niềm tự tin với mình, tự tin với Pháp. Còn tu là đúng phương pháp. Cho nên đừng có thấy người ta làm như vậy đó mà mình làm không được, cái rồi cái mình nghĩ rằng ta là thánh là thần, cái đó là tại mình mộng mơ. Còn mình hiểu đúng sự thật thì mình hiểu những cái bước á, giống như mình là cái người mà có trải qua cái trường lớp rồi, mình biết người này học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 biết rồi, không mơ hồ gì hết đó. Còn nếu không mình mơ hồ, mình mơ hồ về mình và mình mơ hồ về người ta. Và bây giờ đây chúng ta sẽ hiểu cái cách tu này như thế nào. Cái này là có riêng rồi nhé. Bây giờ như cái này, bây giờ chúng ta lần trước chúng nói bài kinh tứ niệm xứ là nó có bốn cái đề mục. Niệm thân, tức là nó đi vào trong cái phần sách pháp rồi. Niệm thọ nằm đây, niệm thọ
niệm tâm đây, và niệm pháp là toàn bộ đây, bốn cái này. Và khi mình thấy rõ rồi, mình đi trong cái đề mục niệm thân để đi sâu vào thân, đi sâu vào thân, đi sâu vào cái sắc pháp này, mà đi sâu vào cái tính, đi sâu vào thứ nhất thấy nó hiện ra làm sao, thứ hai thấy nó hoạt động làm sao, cái thứ ba thấy cái hệ thống hoạt động nó như thế nào, và thấy cái tính quy luật nó như thế nào, thấy rõ cái đó. Bây giờ qua cái niệm thọ, sở hữu thọ chúng ta biết rồi, khi nó xuất hiện nó sẽ ra sao, cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thấy thọ không lạc không khổ vân vân, nó ra sao? Chưa đủ, thọ này phải nằm trong tâm mà. Và khi niệm tâm như vậy, thấy cái tâm của mình khởi lên là cái ý của mình muốn gì, cái gì cái gì, nhưng mà nó nằm trong thiện hay nằm trong bất thiện, có thấy rõ chưa? Còn cái pháp là khi mà tất cả những kia biết rồi thì nó sẽ những cái pháp thiện và pháp bất thiện nó sẽ hiện ra cho mình thấy, thì mình sẽ đi sâu và mình biết. Nhưng thấy như vậy chưa đắc đạo quả đâu, mà sau đó phải thấy cái bản thể niệm thân, cuối cùng cũng phải thấy được vô thường khổ vô ngã, niệm tâm cũng phải thấy vô thường khổ vô ngã, niệm thọ cũng để thấy vô thường khổ vô ngã, niệm pháp cũng thấy vô thường khổ vô ngã. Và cái thấy này là thấy rõ luôn, không có mơ hồ. Bởi vậy khi mà chúng ta học về cái thiền Vipassana căn bản, mà thiền Vipassana căn bản nói rằng mình thấy hơi thở vô, mình thấy hơi thở ra, rồi đó là mình thấy cái nhiệt độ, cái lúc mà thở vô thở ra nó như thế nào. Có người hành thiền xong mới nói rằng rồi con thấy ánh sáng quá trời ánh sáng. Rồi có người nói lạ ghê, con thấy Phật Bà Quan Âm hiện ra. Ủa tu với cái đề mục gì mà thấy cái đó vậy? Cái đề mục rõ ràng là thấy hơi thở vô, thấy hơi thở ra mà. Đề mục là thấy nhiệt độ mà. Vậy cái đó là cái gì vậy? Cái đó là ma cảnh trong tâm. Tại vì sao? Từ đó là một cái đề mục mà để cho đó cái khả năng quan sát của mình đó, nó rèn luyện khả năng quan sát của mình, tặng mình đi sâu vô nữa, để mà mới hiểu rõ được đó, cái sự sống của thân và tâm là gì, là mình rèn cái năng lực quan sát. Còn quý vị thấy không, khi cái tâm tham nó khởi lên đó, thì nó nghĩ hành thiền phải thấy Phật, hành thiền phải thấy ánh sáng chói lòa, bởi vì đọc trong sách đó, thấy người ta hành thiền ta thấy ánh sáng, ta thấy Phật, ta thấy cõi chư thiên, cho nên bây giờ mình ngồi cái mình thấy liền mấy cái đó. Vậy là mình đã đắc đạo quả gì đây mà mình thấy mấy cái đó không à? Không có thấy hơi thở vô, không thấy hơi thở ra, nó lạc thiền rồi mà cứ tưởng mình là đắc đạo quả. Nó rèn luyện khả năng quan sát, khả năng của chính mình nè, của chủ thể này nè, chứ không phải là nó thay đổi cái đối tượng. Vậy thấy chưa? Khi người ta mơ mộng á, người ta đổi những cái đối tượng này. Còn cái này, cái thực chất là mình rèn luyện cái năng lực quan sát của mình, để mình sử dụng cái năng lực đó mà mình đi sâu vào cái gì? Đi sâu vào trong cái vô thường, khổ và vô ngã. Thì thấy chưa? Rồi bây giờ tới cái bước tiếp theo, cái người hành giả khi mà với cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp của mình đó, đã thấy các pháp phổ vi là thân, là tâm đây, là vô thường, khổ và vô ngã rồi, thì chọn một trong ba cái đề mục này. Chọn vô thường hay chọn khổ hay chọn vô ngã, chọn một trong ba cái đề mục này. Lý do chọn một mà thấy ba. Và mình chọn cái đề mục đó thôi, và dùng cái đề mục này đó là hành trì cho đến khi đó nó gọi là mình tuệ tri đi. Tức là thấy rõ, thấy cái sự thật nó hiện rõ ra, không còn một cái chút mơ hồ nào hết. Thì chính xác luôn, không có mơ hồ gì. Thì thấy không? Thành ra mình thành Phật đâu có dễ đâu.
Và còn nói thêm cái này là đừng quá mơ mộng nha. Cái thiền định này nè, cái thiền định này, thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới và thiền tệ này, nó chỉ có thành tựu được, nó giống như một cái hạt giống đó. À, bây giờ đây cái mặt kiến nè, mà mình để cái hạt giống hạng nhất lên đây rồi nó cũng phải chết thôi. Cái hạt giống tốt nhất này phải đặt xuống cái vùng đất tốt nhất, phải có phân, có nước tốt nhất, phải có những cái điều kiện ánh sáng tốt nhất cho nó mới sống được. Thì cái điều kiện để mà cái hạt giống trí tuệ này nè, cái hạt giống thiền định, hạt giống thiền tệ này nè, nó được phát triển mà gọi là đúng nhất của nó, và coi như là nó đẹp nhất của nó, nó phải nằm trên cái nền giới hạnh của mỗi một con người. Cho nên không có mơ mộng được. Mà giới nằm đâu? Nằm trong năm giới đó. Từ cái giới thô đến cái giới tế đó, nằm đi. Nhìn xem đi. Còn nói rõ hơn nữa đó, là cái giữ giới á, là cái mà chúng ta làm cho cái vô tham, vô sân và trí tuệ này phát sinh lên. Mà cái phần này á, cái phần tham sân si này á, nó càng ngày nó càng mỏng lại. Còn nếu chúng ta đi trật phạm giới thì cái tham sân si này càng lúc nó càng mạnh lên, và cái phần trí tuệ về tâm linh này của chúng ta nó càng ngày nó càng mỏng lại. Con đường nó rõ lắm, nó không có mơ hồ đâu. Cho nên chúng ta đừng có nghe người ta ca ngợi cái này, người ta tăng bốc cái kia, giúp người ta tăng bốc mình, ta ca ngợi đó, mình cứ tưởng mình thành thánh không á, thì là mình đó là nó gọi là cái thánh áo. Thấy cái áo tưởng là thánh, chứ còn thực chất mình vẫn con người phàm phu mà không có cái gì thay đổi cả. Có khi dính vào đó nó còn tệ hơn nữa. Đó, chúng ta nhớ được cái điều này. Thì khi mà Đức Phật tự mình tu tập và đúc kết cái phương pháp tu tập của mình, có được đó, thành cái thiền tứ niệm xứ, và kinh điển để lại chính xác đàng hoàng. Thì sau khi mà đã đắc cái đạo quả này ở cái đỉnh cao là thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì cái vị này đó mới tế độ năm cái người anh em, năm cái người bạn cũ là anh em Trì Trần Nhiên. Thì cái ngày mà cái vị thái tử này được sinh ra đời và làm cái lễ đặt tên, thì người trong hoàng thân quốc thích là ông Kiều Trần Như này có đến dự, và cha mẹ của bốn cái người hành giả tiếp theo gọi là năm anh em Kiều Trần Như, nhưng mà không phải năm anh em ruột, mà năm anh em hoàng thân quốc thích. Thì khi bà cái vị sĩ đặc ta này đi vào trong rừng để tu đó, thì năm người này đó là cũng muốn đi con đường đó, cho nên là tình nguyện đi vào rừng và đến coi như là cũng là chung sống gần gần ở đó để mà cùng với hành giả sĩ đặc ta tu tập và để trợ duyên cho hành giả sĩ đặc ta. Nhưng mà khi á mà hành giả Siddhartha đặt ta đắc cái thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới rồi đó, thì rời bỏ cái khu vườn khổ hạnh nó đi ra, rời bỏ cái rừng khổ hạnh nó đi ra, thì năm cái vị này đó không có vui, mới nói rằng là cái người anh cả của mình đó, là coi như thối chí nản lòng rồi, chịu đói không được, chịu khổ không được, bao nhiêu năm á là chịu đựng được, bây giờ hết chịu đựng được rồi, cho nên là đã đi cái con đường khác rồi, không có giống như mình rồi, cho nên là năm anh em tự tu với nhau. Thì khi mà hành giả Siddhartha mà đắc đạo quả thành bậc chánh đẳng chánh giác á, thì cái lúc đó là năm anh em Kỳ Trần Như đến Sanat, mà đến ngay cái vườn độc quyển á, thì lúc đó đó là bậc chánh đẳng chánh giác mới có cái phước duyên đi ra đó. Tức là nói đúng ra đó là phước duyên của năm anh em này, bởi vì sau khi đắc đạo quả rồi đó mà chư thiên thỉnh Đức Phật giảng pháp, thì Đức Phật
chần chừ, chưa có muốn giảng. Bởi vì nghĩ rằng đó, chúng sanh ở trong cõi dục đó, thì nói cái gì mà đáp ứng cái mong muốn, cái hoài bão, cái ước mơ người ta đó, thì ta mới nghe. Còn giờ mình nói chuyện ly dục, cái diệt dục là nó đi ngược lại. Cái chúng sinh ở cõi dục thì nó hưởng dục, mà mình nói chuyện ly dục là đây, thiền định đây. Mình nói diệt dục là thiền tuệ đây, ai mà nghe? Người cõi dục phải nói hưởng dục lạc người ta mới nghe. Cho nên chần chừ không muốn nghe. Nhưng mà do cái lời thỉnh cầu của chư thiên mới nói rằng chúng sanh ở cõi dục, nhưng mà cái dục nó cũng có khác ha. Có những người đi vào trong cái dục vọng mà nó đưa con người ta đi thoái rỡ. Nhưng mà cũng có những cái dục, có những cái ước muốn thanh cao. Mà bây giờ đây nếu có người dẫn dắt, có người chỉ dạy, thì người trong cõi dục này cũng có người đi vào con đường thanh cao, con đường cao cả. Cho nên là Đức Phật đồng ý và dùng cái thần thông của mình đây, không phải thần thông mà nó thành chứng minh luôn, khả năng quan sát để coi mình sẽ đổ ai là đầu tiên. Cho nên là thấy năm anh em Kiều Trần Như ở cái chỗ Sa Nát đó thì vị này đi ra, thì khi đi ra vậy đó thì năm người này trông thấy bậc chánh đẳng chánh giác này nhưng không biết, cho nên còn cố tình ngó xuống như thế này để không chào. Bởi vì bây giờ hai cái đường nó đi khác nhau rồi, cho nên ngó xuống không có chào. Nhưng mà Đức Phật tới nơi, mà Đức Phật chào như vậy đó. Và như vậy là cái lần nói chuyện đầu tiên là thành cái bài pháp, là bài kinh chuyển pháp luân. Thì cái người đầu tiên là cái người Kiều Trần Như đó là đắc đạo quả. Đến một cái bài pháp thứ hai là bài kinh vô ngã tướng này, thì tất cả năm người đều là thành Phật hết. Và như vậy một bậc chánh đẳng chánh giác, năm vị đệ tử của mình đều thành Phật hết, mới bắt đầu những cái bước chân đi hoằng pháp khắp nơi. Lúc đó mới đi từ vùng này sang vùng khác, mà không phải đi vô định. Vì sao vậy? Vì đây là một vị Phật là bậc thầy và năm vị Phật là trò, đều biết rằng ngày hôm nay trên cái con đường mình đi từ đường này tới đường này đó, ai sẽ là người có cái phước báo mà gặp gỡ để mà giảng cho cái người này nghe một cái câu pháp hay là một cái bài pháp, để mà từ đó người ta có thể mở ra và người ta nhập vào dòng thánh. Vì thấy bước chân đi chưa? Bước chân của chư Phật không phải là bước chân vô định, mà bước chân đi tế độ. Và bưng bình bát không phải đi sinh cơm, mà đi hóa duyên. Đi hóa duyên. Và chúng ta sẽ thấy những cái tần số đây, những cái tần số đây và gọi là những cái năng lượng đây. Người ta là cái người nông dân làm ruộng, 3-4 giờ sáng dậy rồi, mà đi ra rồi ruộng mà cày thì bắt được con cá, con tôm, con ốc gì đó, cái miếng rau gì đó thì ta nấu canh, rồi ta kho gì đó ăn cái bữa trưa. Ấn Độ cũng như mình thôi. Quý vị về tới đồng quê của Ấn Độ, quý vị sẽ thấy cũng không khác gì của mình đâu. Thì vậy ta thấy một cái người sa môn, 6 người đi tất cả. Khi ta nhìn lên không biết làm sao mà người ta cảm thấy quý. Này không giải thích được cái cảm xúc mà. Vì thấy không? Cái khi cái thiện lành nó nâng cao, nó cái tần số nó nói vậy. Và người ta không phải rằng là cái người này đi sinh nắng, không phải vì đói trưa nay mà bưng cái bệnh bát đi sinh nắng, mà cái người này đó thì chân phúng cái vật thực này đó, là không phải nấu cái món ăn này cho những vị này, mà cái thức ăn của chính mình. Và ngày hôm nay đó là mình phải ăn trễ một chút, hoặc là có thể là ăn thiếu một chút, nhưng mà đem dâng cái này. Cho nên là khi mà ra dâng cúng là phải quỳ xuống, phải đảnh lễ xong rồi phải nâng cái vật thực lên vậy nè, để mà cúng dường. Và như vậy đó, khi mà Đức Phật đó
đưa cái bình bát ra và nhận cái này đó, nó đã nối một cái phước duyên về mặt tâm linh rồi. Cho nên nói một câu, giảng một lời mà nó đi vào trong cái tâm khảm của cái người này. Mà cái tâm khảm đó là gì? Là cái gì mà nó là cái gốc tối, nó là cái vướng mắc ở trong lòng mình mà mình không mở ra được. Bây giờ cái vị thầy này chỉ nói một câu mình mở được cái đó đó. Cho nên mới nói là đi hóa duyên và đi tế độ, chứ không phải đi khất thực, không phải đi kiếm cơm ăn, không phải đói. Vì sao dám nói như vậy? Đã thành Phật rồi, đã đắc được thiền định mấy tầng cấp này rồi, thì cái không khí này nè, nó là cái đậm chất trao đổi đi nuôi dưỡng mà. Một miếng nước lã vẫn sống được mà. Và thức ăn á, không biết cái thức ăn gì, chỉ cần đặt vào miệng là thức ăn của chư thiên. Nó đâu còn dính vào mùi thịt, đâu dính vào mùi cá, đâu có dính vào mùi rau, mùi đậu, mùi tương, không có dính vào cái gì cả. Còn ngày hôm nay mình bảnh trẻ lắm, họ còn ăn mặn mà huống chi tôi không ăn mặn. Thì thấy rõ chứ, sáu vị Phật của người ta, người ta đi hóa duyên, người ta không điên mại, người ta không có lê la, người ta đi có định hướng đàng hoàng. Giờ này đi tới đâu, đi đường này, rút về đi cái đường nào, và mỗi con đường đi đó đều là tế độ. Thì thấy rõ chứ, chứ đâu phải là mình đi mà mình nhận cái vật thực của người ta mà mình không có một cái gì để mà giống như là mà tế độ người ta vậy. Hiểu không? Cứ hưởng thôi sao? Hưởng thì nở. Nhân quả rõ ràng lắm, không có mơ hồ được, không thể nào mơ hồ được. Thành ra cái bài pháp này là cái bài pháp thứ hai cho năm anh em thiện trần nhân, mà nó nằm trúng trong cái bài chúng ta là vô thường khổ và vô ngã. Và cái này sư cô nói, nó là cái tâm điểm sau khi mình đã học cái thiền Vipassana cơ bản rồi, mình mới chọn pháp niệm thân, niệm thọ, năm tâm, niệm pháp là do mình. Và nó sẽ có cái phương pháp mình đi. Và khi mình cái khả năng quan sát của mình đó, mạnh mẽ, thuần thục, sâu sắc rồi đó, thì mình mới quán trong những cái đề mục này á, thì mình mới thấy được vô thường khổ vô ngã. Còn ngày hôm nay chúng ta học biết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn mỗi người phải có sự trải nghiệm. Thôi bây giờ tất cả đều ra chơi và sau đó chúng ta sẽ học tiếp bài này. Như vậy thì cái trang số 11 với trang số 12 đó là cái phần mình sư cô vừa nói rồi. Thì ở đây trang số 11 mình sẽ hiểu được năm cái tên của năm anh em Kiều Trần Như đó. Không phải là năm anh em ruột mà là năm người bạn đồng tu. Năm bạn đồng tu mà cũng là năm người đệ tử mà gọi là thánh tăng đầu tiên của Đức Phật trong tăng đoàn. Đó là Kondanya, Padiya, Vappa, Mahayama và Asaji. Và bây giờ chúng ta trở lại cái bài kinh Vô Ngã Tướng của mình. Trước khi chúng ta đi vào cái bài kinh chính á, thì chúng ta sẽ xem cái phần, cái dạng bài của cái bài kinh đó để mà mình nắm những cái điểm chính. Khi có những cái điểm chính này rồi đó thì chúng ta sẽ đi từ từ vào trong cái nội dung nó dễ hơn. Xuất xứ bài kinh thì cái bài kinh này được giảng tại vườn Lộc Uyển ở Varanasi cho năm anh em Kondanya, tức là năm anh em Kiều Trần Như. Về phần nội dung thì chúng ta sẽ có cái phần mà Đức Phật giảng về ngũ uẩn là vô ngã. Cái phần thứ hai, ngũ uẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Và cái thứ ba là quán vô ngã. Vì cái bài này không phải là mục đích
giảng về vô thường và vô ngã cho tất cả mọi người nghe, không phải vậy. Mà đây là cái bài kinh đặc biệt, là giảng cái bài kinh này đó là cho năm anh em Kiều Trần Như. Và cái phước duyên lớn nhất là khi nghe một cái bài ngắn gọn như thế này mà Kiều Trần Như đã nhập vào dòng thánh, và sau đó là thầm một cái vị Phật, tức là đắc đạo quả A-la-hán. Thì vậy chứng tỏ rằng là trong cái quá trình mà tu tập thì những cái vị này từ cái thiền định này nè, từ thiền định này cũng đã có chuyển qua đây rồi. Như vậy mình đã thấy là cái nhịp đi của nó là khi mà cái tâm của mình mà định tĩnh mà nó sáng suốt rồi đó, thì mình sẽ thấy rõ cái những cái hoạt động thuộc về thân tâm của mình. Mình thấy không hết nhưng mà thấy được. Cũng như bây giờ mình nói bản thân mình là đây nè, mình chưa có biết về cái tu tập của Đức Phật giảng cho mình đi nữa, nhưng mà một đứa con nít mà nó giận, nó vẫn biết nó giận, nó không vui nó vẫn biết nó không vui. Thì chỉ có cái là nó không biết rằng là nó giận đó là quế nhiễm, nó không biết giận là cái khổ của nó, nó không biết rằng là nó không hài lòng, thì cái đó là cái bất thiện pháp đang phát sanh trong tâm nó, nó không biết. Chứ còn nó biết hết. Như vậy cái khả năng mà thấy biết về chính thân tâm mình á, là cái phước báo nó nằm nơi cái chỗ mà chúng ta được tái sanh làm người. Mà khi tái sanh làm người thì chúng ta sẽ thấy là tám cái tâm này, tám cái tâm mà quả mà dục giới này đây, thì nó có cái tâm ly trí và tâm hợp trí. Bốn cái ly trí và bốn hợp trí. Bốn cái ly trí là mình sinh ra làm người nhị nhân, là chỉ có vô tham và vô sân thôi, là người tốt, một người có cái căn lành. Mà người sinh ra mà được ba nhân á, là nó sinh ra bằng cái tâm thiện hợp trí, nó thọ hỷ hoặc là thọ xả, thì nó đầy đủ ba nhân. Thì cái những cái người mà đủ ba nhân này đó, thì là cái duyên mà đến với tam bảo, và cái duyên mà để mà học mà hiểu về tam bảo để mà hành trì đó, thì nó bén nhạy hơn những người kia, nó bén nhạy hơn. Nhưng mà những người kia vẫn có khả năng hiểu, có khả năng nắm bắt được. Và ngay trong cái hiện kiếp này, nếu mà mình chịu có học, chịu có hành, chịu có tu, chịu có giữ cái giới hạnh á, thì cái mà nó nhen nhúm cái trí tuệ này đây, nó phát triển để cho cái giờ cuối cùng khi mình ra đi á, mà mình có thể tái sanh là một người tam nhân á, là có khả năng xảy ra. Giống như bây giờ mình nói vậy nè, một người khi người ta thiếu phước báo đó, mà ta sinh ra là cái sắc pháp này, ta 28 sắc pháp hoặc là 26 sắc pháp chẳng hạn, thì đó là những người lưỡng tính. Nhưng nếu những người lưỡng tính đó đó không được xuất gia, nhưng mà vẫn học pháp, vẫn tu tập, vẫn là một người cư sĩ thuần thành, thì hỏi chứ cái khi mà cuối cuộc đời của người ta rồi đó, mà người ta có chết ấy, thì đời sau người ta có thể tái sanh là tam nhân được không? Xin trả lời được. Còn những người mà sinh ra với cái phước mà coi như là đầy đủ cái tam nhân, mà hiểu được cái bén nhạy trong vấn đề hiểu giáo pháp, cũng xuất gia, cũng tu tập, nhưng mà cuối đời đó còn nhị nhân có không? Trả lời có. Mà cuối đời không còn nhị nhân nữa có không? Xin trả lời có. Đó là những phàm tăng hướng hạ. Khi mà xuất gia đó có cái phước báo lớn, nhưng mà vào trong đó, đó con đường tu học quá chậm trễ, mà cái con đường đó là coi như là hưởng cái dục lạc và lợi dụng cái áo này nè để mà được danh, được lợi, được tiền, được sắc dục, được cả mọi thứ đó, thì cuối cùng thành cái người nhị nhân đó là quá có phước rồi, chứ còn thực tế là rất khó thành người nhị nhân. Mà nó sẽ tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện đây, và nó sẽ đi trong con đường thối đọa. Cho nên cái nhân quả nó diễn ra đó là khắp mọi nơi.
Và nó nằm trong cái chỗ đó là con người chúng ta có hướng tới việc giữ giới, hướng tới việc hành giới, hướng tới việc là chúng ta đã nuôi dưỡng cái trí tuệ tâm linh của mình hay không. Còn mặc cái áo nào á thì cái chuyện đó nó không phải là tối thượng. Bởi vì khi mặc cái áo xuất gia thì nó có một cái điều kiện là mình giảm bớt cái tiếp xúc với lại một cái thế giới mà coi như là nó quá là đa dạng, quá là phức tạp. Cái thứ hai nữa là không có phải là đi sâu vào trong một cái đời sống thế gian mà mình có quyền tách ra, tách nhiều được chừng nào tốt chừng đó, để mà mình chuyên vào cái con đường tu học. Còn nếu mình không đi đúng cái con đường đó đó thì người ta gọi đó là những cái phàm tăng hướng hạ, mượn đạo tạo đời. Thì cái này nói chính xác thế này, 100% là sẽ thoái đọa và rơi vào trong cái cõi khổ. Và kể cả trong đó đó, địa ngục vẫn có những người như thế chứ không phải là không có. Thí dụ đối với lại cái người đời đó mà người ta tà dâm á, thì có trường hợp đi xuống địa ngục, có trường hợp chưa? Đó là cái trường hợp mà gây nên cái chuyện mà coi như là đi đến chết chóc, đi đến cái chuyện mà phá sản một cái đời sống của những người có liên quan đó, người ta điên loạn chẳng hạn vậy đó. Thì là cái địa ngục thì phải đi tới thôi, không có nói gì hết. Nhưng mà người xuất gia mà phạm vào trong cái chỗ đó rồi, địa ngục là nắm chắc, không có mơ hồ một chút xíu nào cả. Là bởi vì vậy là mình đã biết nhân quả, mình đã biết giới hạnh rồi, mà bây giờ mình dẫm đạp lên đó để mình nhào tới cái dục vọng của mình á, thì cái lực dẫm đạp này đó, cái lực mà bất chấp này đó, bởi vì bất chấp nó nằm trong cái si phần, nó nằm đây, si vô tạm dự quý phóng vật, cái người nó trơ trẽn rồi, nó không có biết bắt cỡ là gì hết á, mặt dày mày dạn rồi đó. Và cái lực của cái sự bất chấp, cái sự lì lợm, cái sự tâm tối đó, là cái lực đó là cái khi mà cái tâm tử nó khởi sanh á, thì nó sẽ xuất hiện cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây. Mà nó do cái lực của cái chuyện mà dẫm đạp lên cái nhân quả, dẫm đạp lên cái giới hành đó để mà chìm sâu xuống, thì con đường tái sanh xuống địa ngục chắc chắn không thể nào không xảy ra. Cái vận hành của nó là đi như vậy. Và những ai nắm máu những cái người đó thì đi chung một con đường, không sai chạy. Cũng như là có những người ta thắc mắc thời Đức Phật, người ta hỏi chứ những người ủng hộ Đề Bà Đạt Đa thì sao? Thì Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Đa đi đâu, người này sẽ đi đó. Câu trả lời rất là rõ ràng như vậy. Thì như vậy sư cô nói là cái bài này không phải để giải thích về vô ngã, về vô thường khổ vô ngã, mà đây là một cái bài giảng hết sức là vắn tắt, mà hết sức là chính yếu, để giúp cho nó năm anh em Kiều Trần Như. Mà khi mà cái bài Kinh Chuyển Pháp Luân, thì ngài Kiều Trần Như đã đắc đạo quả do cái bài Kinh Chuyển Pháp Luân, chứ không phải bài kinh thứ hai này. Bài kinh thứ hai này á là dành cho 4 vị nữa, còn ngài Kiều Trần Như là cái bài số 1. Thì những cái này là khi mà giảng vậy là những cái điểm chính này là nó là cái trọng tâm trong cái chuyện mà coi như là gợi mở cho cái sự hiểu biết của 4 cái vị còn lại đó thâm sâu hơn, để cho người ta đó còn một cái vướng mắc nhỏ gì đó thì do cái lời dạy của Đức Thế Tôn mà người ta được mở ra và tan nhập vào dòng thánh. Ở trong này cái phần là vô ngã là để cái chữ quán, và chừng tới đó thì sư cô sẽ giảng. Thì mình đã học rồi đó, thì cái phần số 1 là mã đó, mình không có lấy làm lạ. Tức là ngũ quẩn là vô ngã, sắc quẩn là vô ngã, thọ quẩn là vô ngã, tưởng quẩn là vô ngã, hành quẩn là vô ngã, và thức quẩn là vô ngã. Ngũ quẩn là vô thường khổ và sự biến hoại. Sắc quẩn là vô thường khổ chịu sự biến hoại. Thọ quẩn là vô thường khổ chịu sự biến hoại. Tưởng quẩn là vô thường khổ chịu sự biến hoại.
Hành quẩn là vô thường khổ chịu sự biến hoại. Thức quẩn là vô thường khổ chịu sự biến hoại. Cái sự lặp đi lặp lại nhiều lần và rõ ràng như thế này đó, thì để cho chúng ta đó thuộc nằm lòng và không có mơ hồ gì về cái đặc điểm của cái sắc pháp và cái tâm pháp. Tức là nói chung là cái cuộc đời của mình nó nằm trong cái chữ vô thường khổ và vô ngã. Tất cả những cái biến chuyển thực tế về thân và tâm của mình nó nằm trong cái vô thường khổ và vô ngã. Và trong cái phần mà quán vô ngã này đó, thì là phần ba la mã đó, thì quán với chánh trí tuệ 11 cái khía cạnh của thủ ngũ quẩn. Cái khía cạnh thứ nhất á, là quán cái ngũ quẩn trong quá khứ, ngũ quẩn trong vị lai tức là tương lai, là ngũ quẩn trong hiện tại. Ngũ quẩn trong quá khứ là ý nói là cái sự sống ở trong cái tiền kiếp, sự sống trong cái kiếp tái sanh, kiếp kiếp tới đó, và cái sự sống trong kiếp hiện tại. Và quán cái các cái pháp này đó, nó là thô hay là tế, nó liệt hay là thắng, nó xa hay là nó gần, hoặc là nó là sắc nội hay sắc ngoại, là quán 11 cái khía cạnh đó. Và trong cái năm cái phần còn lại đó, thì nói về vấn đề chấp thủ sắc quẩn, chấp thủ thọ quẩn, chấp thủ tưởng quẩn, chấp thủ hành quẩn và chấp thủ thức quẩn. Nói chung là con người ta đó bám chặt vào cái chuyện đó, thân này của tôi và tâm này của tôi và cả cuộc đời này là của tôi, mà không hiểu rằng là nó vận hành mang cái tính chất quy luật của nó. Và cái phần kết luận trong cái bài này đó là từ cái đoạn 22 tới 23 thì nói là không chấp thủ. Mà không chấp thủ nghĩa là gì? Không chấp thủ có nghĩa là yếm ly thủ ngũ quẩn. Và khi mà không chấp thủ thì có nghĩa là đoạn trừ được lậu hoặc. Đoạn trừ lậu hoặc là gì? Đoạn trừ lậu hoặc là có nghĩa là chấm dứt cái khổ, thoát cái khổ là được giải thoát. Và như vậy khi nghe cái bài pháp này xong á, thì năm anh em Kiều Trần Như đều đắc đạo quả hết, tất cả năm người. Và năm người này á, khi mà đắc đạo quả rồi á, thì Đức Phật là cho thọ giới tỳ kheo hết, và đã trở thành là năm người đầu tiên, năm người đệ tử thánh tăng đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật. Rồi chúng ta nắm được cái dàn bài sơ bộ đó rồi, bây giờ chúng ta đi vào trong cái bài kinh vô ngã tướng. Bây giờ là trước nhất là để cho cái mỗi người chúng ta đã đều coi như là chú tâm vào trong cái bài mà và kinh vô ngã tướng ngày hôm nay đó, thì sư cô đề nghị là tất cả chúng ta học như mình học trò lớp nhỏ vậy đó, là mình sẽ cùng đọc với nhau. Bởi vì chúng ta sẽ đọc chung kinh vô ngã tướng. A nhát ta lách kha nhá sút ta. Mấy cái tiêu đề thì sư cô đã đọc trước, nhưng mà vô cái phần cái bài đọc thì chúng ta đọc cùng một lần. Chúng ta đang nói phần xuất xứ bài kinh, nó sẽ có hai đoạn, cái đoạn 1 và đoạn 2. Giờ chúng ta sẽ đọc chung cái đoạn 1 và đoạn 2. Một thời Thế Tôn ở Varanasi Ba La Nại, tại Isi Patanya, chư tiên đọa xứ vườn Lộc Uyển. Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, và phần nội dung trả lời đây, ngũ quẩn. Tan chắc khăn đá là vô ngã. A nhất tá, ngũ quẩn là vô thường. A nít chá, khổ. Đút khát,
thủ tháp. Quán 11 khía cạnh của thủ ngũ quẩn. Quán 11 khía cạnh của thủ ngũ quẩn. Upadanyat, đúc Upadanyat Khanda. Bây giờ chúng ta sẽ sang tới cái phần ngũ quẩn là vô ngã. Nó đi từ cái đoạn số 3 tới đoạn số 11. Rupat Khanda, sắc quẩn là vô ngã. Đoạn 3 xin mời đọc. Sắc Vedanya Khanda, thọ quẩn là vô ngã. Có hai đoạn, đoạn số 5 và đoạn số 6. Chúng ta đọc đoạn thứ 5. Sáu. Và này các tỳ kheo, vì họ là vô ngã, do vậy họ đi lên bên ngoài và không thể có được các họ. Mong rằng họ của tôi như thế này, mong rằng họ của tôi chẳng phải như thế này. Sanya Khanda, Sanya Khanda, tưởng quẩn là vô ngã. Sankhara Khanda, hành quẩn là vô ngã. Hành quẩn là vô ngã. Đoạn 8. Hành là vô ngã. Này các tỳ kheo, nếu hành là ngã, thời hành không thể đi lên bên ngoài và có thể được hành như sau. Mong rằng hành của tôi như thế này. Mong rằng hành của tôi chẳng phải như thế này. Đoạn 9. Vinyanya Khanda, thức quẩn là vô ngã. Đoạn 10. Đoạn 11. Và này các tỳ kheo, vì thức là vô ngã, do vậy thức đi lên bên ngoài và không có thể có được thức. Mong rằng thức của tôi như thế này, mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này.
Phần hai La Mã, ngũ uẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Đó là đoạn từ 12 tới 16. Khổ, chịu sự biến hoại. Sắc uẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Sắc uẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường hoặc thế không? Cái gì vô thường là khổ hay là khổ hoặc thế không? Cái gì vô thường? Phần tiếp theo, thọ uẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Thọ uẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Thọ là thường hay vô thường? Là vô thường là thế không? Cái gì vô thường là khổ hay là? Là khổ là thế không? Cái gì vô thường? Tưởng uẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Tưởng uẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tưởng là thường hay vô thường? Là vô thường hoặc thế không? Cái gì vô thường là khổ hay là? Là khổ hoặc thế không? Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Có hợp lý chăng khi quan cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là từ nhà của tôi, thưa không hoặc thế không? Số 4. Hành uẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Hành uẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Hành là thường hay vô thường? Là vô thường hoặc thế không? Cái gì vô thường là khổ hay là? Là khổ hoặc thế không? Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Có hợp lý chăng khi quan cái ấy là? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là từ nhà của tôi, thưa không hoặc thế không? Số 5. Thức uẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Thức uẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Thức là thường hay vô thường? Là vô thường hoặc thế không? Cái gì vô thường là khổ hay là? Là khổ hoặc thế không? Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Có hợp lý chăng khi quan cái ấy là? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là từ nhà của tôi, thưa không hoặc thế không? Quán vô ngã, quán với quán vô ngã, đi từ đoạn 17 tới đoạn 21. Quán vô ngã, quán với anh chỉ về 11 khía cạnh của thủ ngũ uẩn. Quá khứ, tương lai, hiện tại, nội, ngoại, ô, tê, liệt, thắng, xa, gần. Chấp thủ sắc uẩn, đoạn 17. Chấp thủ sắc uẩn, do vậy, này các tỳ kheo, phạm sắc gì? Quá khứ, tương lai, hiện tại, nội, ngoại, ô, tê, liệt, thắng, xa. Tất cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ nhà của tôi. Số 2. Chấp thủ thọ uẩn. Chấp thủ thọ uẩn, do
Thứ ba, chấp thủ tưởng uẩn. Chấp thủ tưởng uẩn. Do vậy, này các tỳ kheo, phạm tưởng gì? Quá khứ, hiện nay, hiện tại, nội ngoại, vô thế, diệt, thắng, xa, gần. Tất cả tưởng cần phải như thật quán với danh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi. Số 4, chấp thủ hành quẩn. Chấp thủ hành quẩn. Do vậy, này các tỳ kheo, phạm hành gì? Quá khứ, hiện nay, hiện tại, nội ngoại, vô thế, diệt, thắng, xa, gần. Tất cả hành động phải như thật quán với danh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi. Đến số 5, chấp thủ thức uẩn. Chấp thủ thức uẩn. Do vậy, này các tỳ kheo, phạm thức gì? Quá khứ, hiện nay, hiện tại, nội ngoại, vô thế, diệt, thắng, xa, gần. Tất cả thức cần phải như thật quán với danh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi. Phần kết luận đoạn 22 và 23. Đoạn 22. Thấy vậy, này các tỳ kheo, Phật ca văn thánh đệ tử, kiềm ly đối với sắc, kiềm ly đối với thọ, kiềm ly đối với tưởng, kiềm ly đối với hành, kiềm ly đối với thức, do kiềm ly vì hãy ly tham, do ly tham vì hãy giải thoát, trong sự giải thoát khi khởi lên, ta đã được giải thoát. Vì hay biết rõ, sanh là thần, phàm hành là hành. Những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đoạn 23. Thế tôn biết như vậy, nhóm năm vị tỳ kheo quan thị, đừng ngỏ lời thế tôn dạy. Trong khi lời dạy này được nói lên, tâm của nhóm năm vị tỳ kheo được giải thoát khỏi các đầu mặt, không có chấp thủ. Rồi, chúng ta trở lại cái phần đầu. Cái phần xuất xứ về kinh hồi nãy sư cô có giảng rồi đó, là bậc chánh đẳng chánh giác, là Đức Thế Tôn đó, là biết năm anh em Kiều Trần Như đã đến cái vườn Lộc Uyển, tức là gọi là cái vườn Nai á, ở Varanasi, là nó thuộc về cái giống như một cái bang vậy đó. Còn cái vị trí mà chính thức của nó là Isipatana. Chúng ta không có quan tâm tới cái chữ mà chư tiên đọ xứ này, bởi vì sư cô cũng đã có tra cứu lại trong cái bản tiếng Anh với tiếng Pali rồi, thì cái này người ta thêm vô thôi chứ không có gì hết. Tại vì Isipatana là một cái tên của địa phương mà nó gọi là cái chỗ một cái vườn để nuôi nai thôi, cái tên của nó vậy. Và nó có giải thích bằng cái chữ mà chính xác của nó là vườn Lộc Uyển, tức là vườn mà cái để nuôi nai đó. Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng đáp Thế Tôn. Và Thế Tôn nói như sau. Thì cái chỗ này, cái bài kinh á, gọi là năm anh em Kiều Trần Như thì đúng, chứ mà gọi cái chữ tỳ kheo ở đây là chưa đúng. Cái lý do rằng á, là khi mà Đức Phật giảng pháp, mà nếu như đó cái vị này đó là nhập vào dòng thánh rồi, hoặc là đắc đạo quả mà thành bậc A-la-hán rồi đó, thì Đức Phật phải nói là ê bhikkhu, hoặc là nói là sa đứ bhikkhu chẳng hạn vậy. Ý muốn nói là thiện tai này tỳ kheo, tức là cái lúc đó là Đức Phật coi như đã truyền giới và đã cho phép người này trở thành tỳ kheo.
Cái lý do mà tại sao đó là Đức Phật làm như vậy là vì như chúng ta biết rằng đó, Đức Phật nói là tứ chúng của Đức Phật đó, mà khi tu tập đó, là đều có khả năng là đắc đạo quả hết, có khả năng nhập vào dòng thánh hết. Nhưng mà cái người xuất gia đó khác với lại cái cư sĩ nam và cư sĩ nữ ở cái chỗ là cái ngày hôm đó mà đắc đạo quả mà không có được thọ giới tỳ kheo á thì phải nhập diệt ngay ngày hôm đó. Còn nếu mà được bậc thầy mình mà xác chứng và cũng như là cho mình thọ cái giới tỳ kheo đó thì cái người này còn kéo dài được cái tuổi thọ của mình. Cho nên bài kinh mà mới vô mà nói này các tỳ kheo á thì cái dịch này nó chưa có sát lắm, nhưng người ta muốn nói vậy để là cho mình hiểu rằng là cái bài kinh này là giảng cho những vị xuất gia. Và khi mình học cái bài này đó, mình sẽ hiểu rõ như thế này. Cái bài kinh này á, đứng về cái mặt trí văn á, thì chúng ta có thể tìm hiểu, chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta có học thuộc lòng nữa, mà chúng ta có hiểu nữa, chúng ta không có đắc đạo quả. Cái lý do rất là rõ nét rằng là chúng ta đang ở cái phần của trí văn. Cái bước đường của chúng ta đi á, là nó phải là trí tư. Rồi theo trí tư, trí tu là chúng ta phải đắc từng cái tầng cấp này này. Cho nên cái lời giảng của Đức Phật, tại sao đó có khi Đức Phật chưa giảng hết mà cái người này đã nhập vào dòng thánh, là bởi vì người ta đã tu triền miên không biết bao nhiêu kiếp rồi. Và bây giờ cái phước mà gặp được cái vị thầy của mình, và cái vị thầy được cũng biết rõ rằng ngày hôm nay đó vị thầy này là đến cái hội chúng này, hoặc là trên đường đi đó là gặp được những vị này, và biết rất rõ rằng mình phải nói cái câu gì, mình phải nói cái điều gì thì mình tế độ người này tới đâu đó. Và cái khi mà những cái vị mà gọi là du tăng mà đi thuyết pháp đó, toàn là thánh tăng không. Và cái thời của Đức Phật khi mà 60 vị tỳ kheo mà đã đắc đạo quả rồi đó thì Đức Phật cho phép đó là đi bốn phương tứ hướng đó. Và người nào với cái ngôn ngữ của mình đó, ở một cái trú xứ nào thì giảng bằng cái ngôn ngữ của cái trú xứ đó, và lấy từ cái thực tế trong cái đời sống của cái người dân ở cái trú xứ đó để mà truyền bá cái pháp Phật này, chứ không phải người bình thường có thể đi được. Không phải là ai nhảm nhí mà ra nói bậy nói bạ cũng nói được, nói cái đó là đọa. Cái thời Đức Phật đó là thể du tăng đi là phải là người đắc đạo quả, và đi như thế là để mà hóa duyên tế độ, chứ không phải đi kiếm ăn, không phải đi lang thang, không phải vậy. Nhớ rõ như vậy để chúng ta hiểu rằng là thời của Đức Phật á, mà du tăng đến chỗ nào đó thì thông thường là phải nói là hơn 90% đều là bậc thánh tăng cả, hoặc là vị Phật đã đi như vậy, chứ còn lang thang lết thết là không có cái chuyện đó. Chúng ta nhớ rõ vậy. Cho nên là trong những cái bài mà kinh mà nó nằm trong cái phần mà tứ điểm xứ, một cái vị du tăng đến cái trú xứ đó, nhiều khi cái vị trụ trì và chư tăng ở trong đó không biết chứ cái vị này là bậc thánh tăng đến đó để tế độ. Cho nên là hồi xưa vậy đó, cái khi mà muốn ở độc cư, tức là ra ở thất, ở cốc liêu riêng, hoặc là tu tịnh tu trong rừng đó, là không phải muốn đi vô là vô đâu. Hãy xuất gia đều ở trong tăng đoàn, mà chừng nào Đức Phật cho phép đó, là mới được đi ra ở riêng. Là vì Đức Phật biết rõ ràng cái người này á, khi mà ra đó tịnh tu chắc chắn sẽ đắc đạo quả. Còn ngày hôm nay không phải vậy, ai muốn ở đâu cũng được hết. Muốn ở chùa cũng được, không muốn ở chùa cũng được, muốn ở cốc, muốn ở liêu, muốn làm gì cũng được, thoải mái. Thì cái đó là mình đi theo mình rõ nét như vậy, không có mơ hồ. Thời Đức Phật là cho phép mới được. Và có những cái sự cho phép rất lạ lùng. Đây là nói về tỳ kheo. Một cái vị đấy xuất gia đó, ở trong cái tăng đoàn. Thì cái thời Đức Phật là cái phước báo lớn lắm, cho nên là ai người ta cũng ngày đêm mà tu rất là nghiêm túc. À, cái ông này khi mà ông xuất hiện đó, ông vô ông tu đó, thì nói cái từ ngày hôm nay là ông quậy từ trên xuống dưới.
Ông quậy bằng cái phóng vật, cái bừa bãi của ông á. Là thí dụ người ta để cái bát đó, bát ông dơ thì ông để đó, còn lấy bát người ta không xài tỉnh bơ, không có quan tâm tới. Y người ta phơi đó, y ông dơ, nùi đó, rồi muốn lấy y người ta nó cũng lấy. Nói chung là cái đầu gì của ai hay cái gì cái chị đó là ông gây xáo trộn hơn, ông bất chấp. Thì khi như vậy đó là những người tương chung để chịu không nổi, người ta mới lên ta bạch với Đức Phật. Đức Phật làm thinh không có trả lời. Mà không, ổng không buông tha bất cứ một cái người nào trong cái tăng đoàn đó hết đó. Thì cuối cùng tất cả mọi người đều suy nghĩ không biết làm sao mà cái người này nó buông thùa quá mức như vậy đó, mà mình bạch với Đức Thế Tôn mà Đức Thế Tôn nín thinh à. Bây giờ đâu còn gì để nói nữa. Cho nên là ta không biết làm sao nữa, thì ta phải chịu đựng vậy thôi. Và ông cứ tiếp tục như vậy. Và cái tăng đoàn thì rơi vào một cái tình trạng là người thì khó chịu, người thì tức giận, người thì có nói tới nói lui, và người thì nín thinh không nói gì hết. Nhưng mà nó gây một cái sự xáo trộn. Thì đến khi Đức Phật mà gần nhập diệt ấy, thì Đức Phật mới nói với Ngài A Nan. Đức Phật mới nói mà sau này đó, khi không còn Thế Tôn ở đây nữa, thì ông là cái người đó phải cho cái ông tăng đó đó ra khỏi tăng đoàn. Thì Ngài A Nan đó là coi như là phải chặt tay đảnh lễ thôi. Thì khi Đức Phật nhập diệt vào đó, thì Ngài A Nan đó em mới suy nghĩ rằng là mình không thể nào nói chuyện với người này, nó nói ngang bướng mà nó kỳ cục lắm, nó nói không được. Thì Ngài mới thỉnh các cái vị trưởng lão, cái vị lớn hơn. Bởi vì Ngài A Nan là mới nhập vào cái tầng thánh thứ nhất thôi, mới tầng thánh thứ nhất. Còn các cái vị lớn ở đây thì mới bạch lên các cái vị lớn, và nhờ cái quay lực của các vị lớn đó để mà mời cái ông này ra khỏi tăng đoàn. Thì trong cái buổi mà hội họp đó thì các vị lớn mới nói rằng đó, ông đã nhận lời của Đức Phật rồi, thì cái chuyện đó là chuyện của ông, cho nên là chúng tôi đây đó là không có tham gia. Thì khi mà các vị lớn trả lời như vậy thì Ngài A Nan cũng không biết làm sao, cũng nín thinh luôn. Thì khi cái buổi họp đó nó loan ra thì trong tăng đoàn đều biết rằng là có một cái buổi họp để mà đưa cái ông này ra ngoài vậy. Mà bây giờ các vị lớn thì không dính vô, mà Ngài A Nan thì không dám nói. Thì mỗi người đều suy nghĩ vậy nè, các vị lớn, người phàm phu thì họ sẽ nói như thế này: mấy ông lớn còn không dám nói, mình làm sao dám nói, là phàm phu nói vậy. Còn cái người mà hiểu biết thì người ta sẽ nói này: thôi bây giờ là cũng như là không có khả năng để nói với người này, thì tốt hơn á, cứ hàng ngày lúc thầy mình còn sống cố gắng mình tu như thế nào thì bây giờ mình cố gắng mình tu như thế đó. Còn mình coi như cái người đó mình không có thấy, không có biết gì xong. Thì khi mà Đức Phật nhập diệt rồi thì là những cái chuyện đó nó xảy ra như vậy. Thì cái ông này bắt đầu thấy đó là coi như là người ta cứ đi kinh hành, rồi tới giờ ăn người ta cũng ăn trong thiền, tới giờ người ta tọa thiền, người ta tọa thiền, tới giờ người ta làm bất cứ gì ta cũng làm trong chánh niệm hết. Và không ai ngó mặt ổng, không ai nói gì hết. Mà ổng có lấy cái đồ gì hay gì đó, ta cũng không có nhăn mặt, mà ta cũng không có kêu than gì đó, thiếu, ta chấp nhận chịu, ta không nói tiếng nào hết. Là bắt đầu ổng sợ. Ổng mới nói đó là hồi đó giờ đó mình làm nhăn làm cụi vậy đó, thì có sư phụ mình nó thương mình, che chở mình. Bây giờ sư phụ mình nó tịch rồi đó, thì thấy người ta lạnh lùng quá. Nếu mà mình tiếp tục những cái này đó thì không biết cái chuyện gì xảy ra cho mình. Mà bây giờ sống mà không ai ngó mặt mình hết á, không ai để ý gì tới mình á, mình phá cỡ nào người ta cũng không có bày tỏ cái gì hết, mình sao sống nổi. Thôi bây giờ chỉ có chuyện duy nhất là thôi, mình phải từ bỏ đây đi. Thì khi từ bỏ đi ra rừng ở thì cái người này cũng buồn lắm, rất là nhớ thầy mình. Và nghĩ tới cái số phận của mình á, là coi như hồi đó mình làm trời làm đất ở trong đó, rồi bây giờ nó không ai ngó ngàng gì hết á. Cho nên mới suy nghĩ còn một con đường duy nhất để sống á, là phải tu làm sao á,
mà để được nhập vào dòng thánh thì mới gặp lại thầy mình, còn nếu không là không thể gặp được. Cho nên người đó là bây giờ miệt mài ngày đêm hành trì và cuối cùng là đắc đạo quả. Thì cái này trong lực á, mới nói rằng đây là một hình thức biệt chúng mà rất là lạ, mà nói theo á, cái mà Đức Phật cho phép để cái người này là độc cư để mà hành đạo đó, thì cái cách cho phép rất lạ. Lý do là tại sao? Cái lý do là tại vì đó, trong cái tập thể này đó, tập thể của cái tăng đoàn mà cái thời điểm đó, đó nó có cái cộng nghiệp với nhau. Và khi cái người này nó xuất hiện đó, thì nó phải là đụng vào người này, nó chạm người kia, nó làm tổn thương người khác, để cho cái bực bội, cái khó chịu, cái bất mãn của mình nó khởi lên. Mà bây giờ khi là nó lỗi rành rành ra đó, mà bây giờ một người là thầy của mình như vậy mà nín thinh không có trả lời gì hết á, là không phải là thầy thương cái ông tầm bậy đó, mà cũng không phải là thầy á, là không thương cái người mà tu hoàn toàn đây. Nhưng mà vì đó, cái nghiệp chướng nó xảy ra phải như vậy để nó quấy động cái tâm thức của mỗi người hết. Và khi nó quấy động như vậy đó thì mình sẽ xử lý như thế nào trong tâm của mình? Mình hòa giải với lòng mình như thế nào mà mình thoát khỏi cái bực bội, cái khó chịu, cái bất mãn, cái trách móc, cái hờn giận này đây mình giải quyết đi. Thành ra quý vị thấy không? Ngài A Nan á thì vốn là một cái người rất là dịu dàng, rất là người tế nhị, cái người giàu tình cảm. À, bây giờ kêu kỷ luật thì không dám, thấy không? Mới nương tựa vào các vị lớn hơn, mà các vị lớn hơn này đã biết rõ cái ý của Đức Phật rồi. Cho nên những vị này lâm thinh, thì ngài A Nan cũng lâm thinh. Rồi quý vị thấy không? Cái lâm thinh đó nó đi lên đến đại chúng luôn, bởi vì ai cũng suy nghĩ rằng bây giờ các vị lớn đã không có nói gì hết rồi, ngài A Nan chịu trách nhiệm, ngài A Nan cũng không nói, thì bây giờ tại sao mình nói? Hồi đó mình nói thầy mình cũng không xử, rồi bây giờ các vị lớn cũng không có xử nữa, thì thôi bây giờ mình tự xử, mình tự xử, mình làm sao cho tự mình yên ổn là được rồi. Thành ra quý vị thấy không, cái người này được đi ra đó là ở riêng, độc cư riêng. Còn những người này đó là vẫn tu trong một cái tập thể mà ai cũng thành tựu hết. Vì thấy đường đi của nhân quả chưa? Cho nên cái chánh yếu là cái gì? Chánh yếu vẫn phải là mình tự xử với mình. Mình biết cách hòa giải trong tâm của mình là cái hay nhất. Thì người kia cũng có cách người kia tất cả. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng một cái lời dạy của Đức Phật đó, không bao giờ để thiệt hại cho người này mà lợi ích cho người kia. Mà lời dạy của Đức Phật đó bao giờ cũng đem lại cái lợi ích hết. Bởi vì Đức Phật hướng cho chúng ta đó quay về để mà tự xử nơi mình, để mà hòa giải với lòng mình. Khi chúng ta hòa giải được lòng chúng ta thì chúng ta hóa giải được hết những cái mà nghiệp chướng nó đang nối kế với chúng ta. Chúng ta nắm được cái nguyên tắc này đó thì chúng ta hiểu rằng là nhân quả nó trổ sanh nối kết là do mình. Vậy thì bây giờ muốn giải cái nối kết này ra là nó cũng ở trong lòng mình. Nếu mình hòa giải được sẽ hòa giải hết. Còn mình không hòa giải được mình á thì cái sự đối đầu, sự mâu thuẫn mà cái dự mà nó quấy rối trong tâm của mình làm cho mình bất an nó vẫn phải tiếp tục mà thôi. Đó thì sư cô nói đó, cái độc cư của chư tăng đó là phải có cái sự cho phép của Đức Phật. Đó. Còn cái việc mà đi du hành khắp nơi á là không phải là cái người thường mà có thể là du tăng được. Một cái người du tăng là cái người mà mỗi một cái bước chân đi như vậy đó là đều hiểu rằng đó mình đi hóa duyên và tế độ. Còn nếu không có khả năng đi hóa duyên đi tế độ thì chỉ là đi khất thực mà thôi, không có hóa duyên tế độ được. Đó, thật ra cái bài này khi mà chúng ta nói là Thế Tôn nói với năm vị tỳ kheo, mà thật ra chưa phải tỳ kheo, phải đến cuối bài đó mới là tỳ kheo. Tức là sau khi mà nhập vào dòng thánh đắc đạo quả rồi đó thì những người này đó thì Đức Phật mới coi vậy là cho là tỳ kheo. Rồi trong cái nội dung này nó có ba phần đây: ngũ uẩn, pañca khandha là vô ngã. Này chúng ta học rồi, ngũ uẩn là vô ngã, ngũ uẩn là vô thường và khổ,
Cái phần thứ ba là quán 11 khía cạnh của thủ ngũ uẩn. Trước nhất ngũ uẩn là vô ngã. Rupa khanda sắc uẩn là vô ngã. Thì dân chúng ta hiểu đó, sắc là sắc pháp đây đó, là sắc thân của mỗi một cái chúng sinh đó, nhất là chúng sinh là loài người. Thì cái nhân mà nó tạo thành cái sắc pháp này, nó có bốn nhân là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Như vậy nó là pháp phủ vi. Và chúng ta nhớ rằng hệ pháp phủ vi mà do nhân, do duyên hợp và tan đó, thì cái đặc tính của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Sắc này các tỳ kheo là vô ngã. Này các tỳ kheo, nếu sắc là ngã thời sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các sắc như sau: mong rằng sắc của tôi là như thế này, mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này. Giờ chúng ta phân tích cái này chút. Đức Phật nói, nếu mà sắc này là ngã, là bản ngã, là tự ngã của chính mình, tức là sắc này là của mình, sắc này là chính mình có ở trong sắc và sắc có ở trong ngã của mình đó, thì nếu mà sự thật nó là của mình, nó là chính mình, nó thuộc về mình đó, thì nó không thể bệnh hoạn được. Là vì lý do rằng nó thuộc về mình, nó của mình, nó là chính mình ở trong nó ở trong mình. Mình không chấp nhận nó bệnh hoạn thì nó không thể bệnh hoạn được. Mình ra lệnh cho nó không có được bệnh hoạn, nhưng cái này mình đâu có ra lệnh được. Nếu mình ăn cái món này vô không thích hợp thì nó phải là thượng thổ hạ tả. Cái thời tiết nóng bức như thế này nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái bệnh của thời tiết, mà mình biểu là không được bệnh là không được. Thì cái tâm mình sầu não thì nó làm cho đó, cái con người của mình giả dụi, cái người của mình nó yếu sức đi, nó mất ngủ chẳng hạn. Mà bây giờ mình biểu là không được như vậy, phải mạnh khỏe, phải ngủ được, phải ăn ngon, phải vui vẻ, thì chuyện đó là không thể xảy ra. Cho nên á, là không có thể mong rằng á, sắc thân tôi phải được như thế này. Không thể nào mà mình nói với má mình, hoặc má mình nói á, mà không nói má ơi sao má đẻ con xấu, má sửa lại cho đẹp một chút. Mà má mình muốn con gái con trai đều đẹp đẽ thông minh hết mới nói là không được. Bây giờ má phải làm lại, má phải sanh con lại là con trai của má phải thông minh, phải khỏe mạnh, con gái của má cũng như vậy. Đâu có được đâu. Bởi chúng ta là quả của nghiệp mà, làm sao chúng ta thoát ra được. Thành ra khi nó là ngã đó, là nó phải thuộc trong cái quyền của mình. Mình ước muốn mình sai sử như thế nào, nó phải nằm trong cái quyền hạn của mình. Mà khi nói thân này là của mình, thân này là chính mình, mà nó bệnh, mình biểu nó hết bệnh, nó không nghe lời. Mình biểu nó đẹp mà nó không đẹp. Mình biểu nó đừng có già mà nó vẫn già, nó không nghe mình. Như vậy nó đâu phải của mình. Vì thấy rõ chưa, nó không phải là của mình. Giờ mình không thể là mong muốn là khác đi được. Ví dụ giờ cha mẹ mình sanh ra con gái mà mình nói là không, con không chịu đâu, phải sanh con trai. Hai cái đứa nhỏ đó, hai chị em ấy, mà cái con em ấy, nó lành hơn con chị. Mà nó không bao giờ kêu chị nó là chị, nó kêu tên không à. Rồi má nó mới rầy nó, má mới nói là con không có được như vậy, con phải kêu là chị hai, còn con là phải xưng là em. Con mà như vậy nữa là má phạt quỳ con quỳ gối. Nó mới nói má phải giải thích là tại sao đó là con phải kêu chị hai, mà tại sao chị hai phải kêu con bằng em. Thì má nó nói vì cái lẽ đơn giản đó là má đẻ chị con trước, 2 năm sau má mới đẻ con. Thì bây giờ con sanh sao thì con phải em chứ sao rồi con cãi ngược được. Nó nói như vậy á, con nói má nghe, bây giờ con trưng trong bụng má trở lại rồi con trưng ra trước, cho chị hai trưng vô sau ra sau đi, chứ con không chịu làm em. Đây là cái chuyện có thật. Chính sự cô nghe nó nói gì vậy? Thì như vậy đâu có muốn được. Thì thấy rõ chưa? Cho nên má nó không thể làm lại cuộc đời của tụi nó. Bản thân cuộc đời của nó cũng không thay đổi, bởi vì nó là sinh ra là quả của nghiệp.
Nó là quả của nghiệp, sao mà nó thay đổi được. Thành ra là cái sắc thân chúng ta là vô ngã, không thể nào là hữu ngã được hết. Mà cái ngã thì nó chỉ là cái giả tạm mà thôi, tức là cái tạm thời, cái quy ước. Cái quy ước nó là như vậy. Bởi vì mẹ mình đặt tên là, này là Hồng, này là Cúc, này là Mai, không là một cái quy ước. Để vì ba đứa con gái hãy kêu con Hồng thì con Hồng có mặt, mà kêu con Cúc thì con Cúc có mặt, kêu con Mai có mặt. Nhưng mà cái tên đó chỉ là một cái quy ước mà thôi, để tạm thời mà hiểu vậy thôi, chứ nó không phải bền vững. Và nó không chính xác là nó có một cái tự ngã ở bên trong. Giờ này các tỳ kheo, vì sắc là vô ngã, do vậy sắc đi đến bệnh hoạn và không thể có được các sắc. Mong rằng sắc tôi như thế này, mong rằng sắc tôi chẳng phải như thế này. Như vậy nếu mà sắc là vô ngã thì nó sẽ đi trong cái quy luật mà sinh tiến dị diệt của nó. Tức là nó sanh lên, nó coi như là nó phát triển, rồi nó có cái sự coi như là biến đổi của nó, rồi nó đi đến cái chuyện mà nó chấm dứt cái sự có mặt của nó. Thì cái vận hành nó như vậy, cho nên là con người ta không có thể nào mà kéo dài cái tuổi thọ của mình được, cũng không có kéo dài cái tuổi trẻ của mình được. Và khi mình không làm được những cái điều đó thì mình giống như mình nói vắn tắt là mình đâu có cái chủ quyền gì đối với cái thân này, mình không có cái chủ quyền gì hết. Chứ là mình không làm chủ được, nó không phải thuộc gì mình, mà nó có mặt do nhân do duyên của nó, và nó vận hành trong cái tính quy luật sinh tiến của gì dị diệt của nó, hoặc là thành tựu hoại không của nó. Cái luật đó không có thay đổi, luật đó là nó cố định như vậy. Vì vậy cho nên là nếu mình không chấp nhận là thân có thân này thì có bệnh, không chấp nhận cái thân này á thì nó phải có già yếu, và nó sẽ kết thúc cái sự có mặt của nó. Và chúng ta có không chấp nhận thì nó vẫn diễn ra. Và khi mình không chấp nhận mà mình á bám vào trong cái chỗ đó không có nhả ra thì đây là chấp thủ, bám vào đó. Và cứ bám vào là cái thân này của mình là chấp thủ. Cho nên quý vị xem các cái nhà ngoại cảm khi mà người ta đi tìm hài cốt của liệt sĩ, thì những cái người liệt sĩ đó người ta sẽ chỉ cho cái gia đình người ta đến tìm cái hài cốt kia. Người ta còn biết rõ là cái cốt này đó là nó còn được cái gì, nó còn được cái đầu, nó còn được mấy cái xương chính, hay là nó mất hết một cái chân, lý do làm sao người ta biết hết. Nhưng người ta vẫn bám vào đó, gọi là xương tàn cốt rụi ta vẫn bám vào đó. Hỏi chứ ở ngoài cái nghĩa trang có ma không, trả lời có. Có đem gửi cái hũ cốt vào trong chùa đó, bây giờ mấy cái hương linh vong linh gì trong đó nó là ma không á, có không, trả lời có. Mà có là sao, bám là chấp thủ, chấp thủ về cái sắc tưởng này khi còn sống, đến khi mà không sử dụng nữa vẫn bám chặt. Quý vị cứ xem trong kinh điển, rồi xem cái công việc làm của một cái số nhà ngoại cảm chân chính, để nói rõ là chân chính, không phải nhà ngoại cảm nào cũng tin được, phải tin ở nhà ngoại cảm chân chính thì người ta thấy rõ. Mà ngay cả mà mình không phải nhà ngoại cảm đi nữa, mà cái chuyện người thật, việc thật xảy ra mà mình biết đó, thì mà mình học kinh điển thì mình hiểu rõ, chứ không có gì mơ hồ cả. Có những cái người mà cái nữ trang mà người ta thích chẳng hạn, bây giờ người ta chết rồi mà người khác sử dụng, mà cái người sử dụng đó người ta không hài lòng đó, thì người ta đòi, mà không trả thì người ta sẽ làm cho bệnh. Cái này có chứ không phải không có. Tức là người ta vẫn bám rồi, nữ trang đó của người ta không có bám rồi, người ta không có thể nào ta buông ra được. Cho nên là ông bà mà ngày xưa của mình, bây giờ thì ta chắc không để ý tới chuyện này,
người ta tối kỵ là con gái của mình, chú tâm tới con gái nhiều như trời, làm mặc bất cứ đồ của ai, ngay người ta cấm luôn cả chị em ruột đó, người ta cũng không cho, trừ những gia đình quá nghèo thì ta chịu thôi, còn khi người ta có điều kiện đó ta không vô, không có chung chả của quần nhà, không có cho chung chả. Là một món, món thứ hai nữa là nữ trang, không có chung chả. Cho nên bây giờ là những cái đồ mà gọi là đồ sida mà cái đồ cũ mà nó đem bán lại đó, là nhiều người đó là sử dụng bình thường chứ còn theo như ông bà xưa là không cho. Là vì thí dụ như cái đồ mà nó cũ, nó gọi là lỗi thời đó, mà nó còn mới chưa ai dùng thì có đời được. Còn người ta dùng rồi người ta đem bán đó, thì có một số ít thôi là nó không chấp nhận cái bộ đồ này người khác mặc. Chị hiểu cái này chưa? Còn đa số thì người ta không có quan tâm tới cái này. Người ta chỉ quan tâm tới cái hài cốt người ta thôi. Còn người ta không quan tâm tới những thứ này. Nhưng có những người đó thì họ bán. Và họ đặc biệt họ bán vào những cái bộ đồ mà người ta gọi là nó mang cái kỷ niệm người ta nhiều nhất, người ta bán mà ta không muốn ai đụng vào hết. Đó thì chúng ta thấy nó là như vậy đó. Mong rằng sắc tôi như thế này, mong rằng sắc của tôi là chẳng phải như thế này. Bây giờ chúng ta còn cái phần tiếp theo nữa là thọ quẩn, thì tôi lần khác chúng ta học, bởi vì cái thọ này chúng ta còn phải nói rất là nhiều, nhưng mà cũng phải vẫn phải có những phần phải nói nữa, là vì lý do chúng ta sống bằng cái cảm thọ này là rất lớn. Tôi xin mời tất cả đứng lên chúng ta hồi hướng. Hồi hướng chư thiên, chư thiên hữu trên hư không, địa cầu thường cửu rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng hội, các bậc thầy tổ pháp thí. Chư thiên trong tịnh xa, nơi gần tháp Bồ Đề, hoặc chú sư đó đây, được cung dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xa này, thì kéo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ cùng thân bằng quyến thuộc đã quá giảng. Do sự vương cao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ, phước của nhóm Phật tử cúng dường và công quả cho buổi học ngày hôm nay. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự để tịnh xá pháp huệ này, đến chư âm, chư minh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận đồng đều phước báo này để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này để cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, cầu nguyện cho tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người bị vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận đồng đều phước báo này để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này để cầu nguyện cho toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng chung, nguyện đem công đức này hướng về pháp